Xóa tội, xóa không biết xóa hết không nghe, có nhiều người làm nhiều tội quá, không biết cha cho xóa hết không. Thì hôm nay mấy vị về cũng về bảo nhiều. Cả thế giới đang đón Tết, nhưng mà có chỗ thì vui, có chỗ thì buồn. Cái chỗ mà thật sự mà vui nhất đó là nước Việt Nam, nhưng mà hôm nay có nhiều người ở bên Việt Nam không có đón Tết. Thì cho nên mình ở đây mình ăn Tết rồi mình làm sân khấu rồi cũng hơi ái ngại quá ha. Không biết sao, nhưng mà dầu sao phong tục tập quán của người Việt mình cũng phải có cái Tết. Tại vì mình quây quần cả năm cũng có cái gì thay đổi không khí. Nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Cho nên bữa nay ai tới đây cũng có nụ cười hết. Thì mấy con tối nay về khỏi uống vitamin. Sư phụ thì cười mỗi ngày, phụ không cần uống luôn. Thì nước Việt mình năm nay phụ nghĩ là một cái Tết rất là đơn giản. Tại vì không có ai có tinh thần để mà lo Tết hết. Một cái xuân năm nay nó sẽ thay đổi toàn thế giới. Qua năm 2024 đến năm rồng rắn máu đào chỉnh dê, thì năm nay là bắt đầu qua năm con rồng máu đào sẽ chỉnh dê. Nhưng mà họ thiên á thì rất là bận, ráng những đứa nào hiểu được năm nay thiên đứng việc này nói gì thì chúng đó. Thì mấy con gán tu tập để mà có cái phước, phước để mà mấy vị chọn chọn lọc. Bây giờ là phèn, bây giờ chỉ là lọc lại hay ai làm được việc gì để mà khi Việt Nam á đức thầy xuất hiện á thì giúp ngài, giúp sư phụ, giúp 100 triệu dân có một đời sống khác hơn là đời sống hiện giờ. Ở đây thường năm mỗi năm Tết nó hơi lạnh, mà bây giờ mình cũng Tết thì nó cũng bớt lạnh hơn mấy năm ngoái. Mấy năm trước là lạnh dữ lắm, hy vọng lạnh nhưng mà đừng có mưa nữa kìa, là nó là khô thật. Rồi bữa nay mấy đệ tử ngồi sao, mấy ngài chính trị gia họ thiên có gì hỏi thì cứ hỏi, vụ giờ đầu óc ngồi thiền nhiều quá không có suy nghĩ nói gì, ai hỏi đâu nói đâu, mai mốt ra không nói luôn. Có hỏi gì hỏi đi, không nghe gì chứ. Còn cái microphone kia rồi, ai thấy cái microphone kia đâu không? Don't worry, còn cái microphone này nó nghe lớn. Nói đi, nói gì? Đúng rồi đó, cây đó, đúng rồi đó. Là nó ngang mình luôn đi, cầm mấy cục con cũng biết cầm nữa. Rồi làm chính trị gia nó nghe hỏi giúp chị không chưa tu, không chưa tu sao nói không vậy, sao nói nữa. Nó không ra tiếng, cũng không biết mình không ra tiếng. Cũng muốn hỏi là ở trong nước hiện giờ đó là đã bị ô nhiễm hết mọi nơi rồi, từ sông biển đất, như vậy thì tình hình này sư phụ về làm sao? Và cả cái rừng vàng bạc biển nước Việt, Lạc Long Quân Âu Cơ mẹ Việt Nam tặng cho mình nó cũng tiêu tùng. Hoàng Sa Trường Sa cũng bị Trung Cộng chiếm một cái mấy trăm hải lý của dân miền Trung, đánh cá bây giờ cũng không được ra đánh, giật ngoài thân ngầm nhòi bị nhiễm, là nhiễm trong cái ốc thì mới đáng sợ. 40-60% tuổi trẻ là cột trụ của quốc gia đó đang bị nhiễm cái ốc đó. Không lo, nó mấy chuyện cơm gạo áo tiền nhập gì,
con người mình có đói, nhưng mà con người mình cũng đừng có hèn và nhát. Còn cái ông Sáng nó nhồi sọ 50-60 triệu cái đám con cháu của mình, bây giờ thù cũng phải về trời. Mấy đệ tử này đâu còn bao lâu. Cục trụ của mình bị nhiễm độc á, mấy thù đang nhức đầu cái đó đó. Họ muốn lấy hết cái chất độc trong cái não của tụi nó ra, là phải trước mình một thời gian dài lắm. Thì cái đó mình đáng lo. Còn bề ngoài là coi như là cùi ghẻ lỡ. Việt Nam bây giờ là cũng như là cùi cũng sợ lỡ. Còn gì sợ. Đã chấp nhận đi ăn mày quốc tế. Không thấy không, mấy cái hè phố Việt Nam đó, có mấy người trường trường dưới đất, mấy người cầm cái lon, mấy người cầm cái gậy đi vòng vòng ăn mày đó. Thì là ăn mày hàng xóm, ăn mày phố phường, ăn mày trên mảnh đất quốc gia Việt Nam. Còn Việt Nam mình là mấy ông nội mình nó đi ăn mày quốc tế thì cũng y như cầm cái lon đi vòng vòng ở ngoài hà phố thôi. Có khác gì không? Chỉ khác có một cái á, là mấy ông nội mình mặc áo vét đi ăn mày quốc tế. Còn Việt Nam người ta ăn mày thiệt, người ta mặc áo rách rưới cả mấy tuần lễ không có áo thay. Thì cũng cùng giống nhau. Còn nhiễm là nhiễm trẻ em mình tuổi trẻ, cột trụ mà dựng nước giữ nước, bây giờ bị nhiễm. Giờ thì họ đang nhức đầu làm sao mà cho tụi nó bị tỉnh lại. Nó giống như nó uống thuốc lắc nhiều quá, nó mê vậy đó. Đứng như lầu nhảy nhảy xuống, cứ nhảy thôi. Kêu làm gì, kêu chết, chết vậy. Còn mấy cái đó để cho trên tính. Còn sau này để một cái nước Việt mới, người ta có cách. Còn nói xót quá cũng không có phương thuốc để trị. Phật Thánh Tiền có cách thôi rồi, đừng lo. Nếu không chỉ biết một điều, năm cái ác nhất trên thế giới sẽ đi xuống lòng biển như thầy thế này. Giống như Hưởng nói năm cái ác là biết rồi. Và một nước Việt Nam trong 3 năm sẽ thành cường quốc trở lại, thì mình biết cái đó mình nắm. Khi nào thù nói sai á, còn cái chút chút đi theo chi tiết của việc này việc kia thì nó cũng sẽ khơm mà lon chung với một cái big packet. Khi nước Việt Nam mình đoàn kết lấy ân báo oán, tiền đô la ở trên trời á, nó rớt xuống mà không kịp mà hốt. Mình đoàn kết, mình có một cái đường lối làm ăn đàng hoàng, cởi mở. Có một cái chính phủ đi ngoại giao thế giới, bao nhiêu công ty đổ về, bao nhiêu chuyện tốt lành cho nước Việt. Tiền nó đổ xuống, lúc đó mới là đồ vét, đồ thơm thứ thiệt, Rolls Royce đồ thứ thiệt. Còn bây giờ đồ vét mấy ông mặc đi vòng vòng đi ngoại giao, chỉ là ngoại hình để đi ăn mày thôi. Trong mỗi một chuyện gì mà xảy ra, dân cần cái gì, dân thiếu điện, dân thiếu gạo, dân thiếu thuốc, mấy nhà thương thiếu gạo, thiếu thuốc, thiếu này, thiếu kia. Mấy ông chỉ là giá díu cho có, chứ không có một cái chiến lược để mà triệt để. Lâu lâu hả ngoại khư lên nổi giống như là khư một nhọt ra, thì cũng kiếm cách để mà bào chữa giá díu thôi. Tất cả đều giá díu, không có một cái lập trường vững chắc để mà thay đổi. Thì bữa nay bắt chính mình nó ok 1500 cây số, làm trong vòng mấy tháng cái đường điện á. Ủa tại 50 năm nay không làm, bữa nay làm nhỉ. Rồi điện á thì lên giá, người ta thì không có công ăn việc làm, tiền đâu trả. Rồi điện á, những công ty Mỹ nó sợ nhất là điện. Tại mấy cái máy CNC của hộ là giống như mấy chục triệu một cái. Điện lên điện xuống nó nổ, nó cháy bò hết. Thì làm sao mà người ta dám đầu tư vô. Cái điện cũng là cái quan trọng nhất để cho những công ty nước ngoài người ta vô. Nguyên hãng Intel thí dụ như làm chip đang chạy rầm rầm một phút của nó ngưng đi nó mất cả triệu đô. Mà điện kiểu này á, ai mà dám đem tiền cho nước Việt. Cho nên bây giờ mình đừng có nói chuyện nhiễm, mà mình nói nhiễm cái ốc kìa, phải trị cái đó. Hữu ước chi đó, cha cho hộ thống hơn 200 năm đó, mới lo. Chứ còn, cha nói 88 tuổi con phải đi về. Con đã rời thiên đình bữa giờ nửa cơn gió thoảng rồi. Bữa giờ hữu thuốc cần cái nửa cơn gió thoảng rồi. Mà giờ gần 60.
tại tối ngày sinh với Khánh, ngày mai còn sinh với Khánh tiếp. Tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra lớn lao, nhưng mà thường thường có một cái chuyện rất là kinh hoàng lớn thì bề trên mới kêu làm vậy. Tức là lần nào cũng xuống xin tội, giảm tội, giảm nhiệt, giảm bom nguyên tử, giảm Covid, giảm kinh tế. Lúc nào một người cũng phải đại diện cho 8 tỷ người phải đi xin đi xỏ từ chút thì cái quả đi cầu này á nó mới còn có nơi có công ăn việc làm, có nơi thì cũng đang tổ chức Tết, có nơi thì cái nhà bên Việt Nam không có đồng bánh tét để ăn, nghĩa là chỗ on chỗ off, chỗ up chỗ down, lên xuống, nhưng mà cuối cùng mình không có bị gọi là một cái tổn thất lâu dài giống như bom tử ma nổ, giống như Kawasaki hay Hiroshima của Nhật. Tới ngày hôm nay hai cái hồ chỗ đó cũng không có phát triển được, cũng không ai tới đó ở, thì họ không có muốn bị như vậy. Thí dụ như Covid, hết Covid thì mình đẻ tiếp. Bữa giờ Việt Nam chết như ta 100.000 người không? Trời sanh tiếp. Trung Cộng chết mấy chục triệu đẻ tiếp thì cũng không sao. Tại nhân loại là tái sanh mà. Cái linh hồn reincarnation chuyển thế. Nhưng mà một cái thành phố mà bị một cái bom nguyên tử mà bỏ, giống như ở Hà Nội thua biển đảo và giật sập Bắc Hà Đế Kinh, thì một trái bom tử mà đỏ Hà Nội nguyên cái thành Thăng Long của mình bao nhiêu trong lịch sử cũng sẽ tiêu hết, dễ gì mà gây dựng lại được. Giống như thành phố Sài Gòn thì nếu đặt tên Sài Gòn là ok, mà giờ đặt tên thành phố Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã chết rồi mà còn thêm một cái bom mà nằm đó nữa, không lẽ chết đôi sao? Chết rồi chết nữa rồi, coi như Bác Hồ hết ngóc đầu khỏi địa ngục luôn. Cho nên sư phụ không có muốn mình bị hai trái bom bỏ hai nơi, phải khấn và xin. Ai ổng đã chết rồi mà thêm một trái bom mà đổ sập Sài Gòn, sập thành phố Hồ Chí Minh nữa thì sao? Cái tên người cũng như cái xác người đó, bộ cái thành phố đó mà tiêu tùng thì cũng như là người chết thứ nhì, phải không? Thì chuyện gì mỗi người mỗi cá nhân chúng ta ai làm được gì trong cái phạm vi cái a lại gia thức, cái tài nghệ, tài học vấn hay là cái tài thiên tài hay là địa tài gì cũng được, miễn làm sao có lợi lạc cho dòng họ, cho quốc gia, cho bạn bè, cho anh em, cho con cái mình thì cứ nên làm. Còn bây giờ phụ biết được nước Việt trong những ngày kế tiếp, đói thì sẽ tiếp tục đói, khổ sẽ tiếp tục khổ, làm không ra tiền thì càng thêm eo hẹp, cho nên thắt lưng buộc bụng. Chưa có một quốc gia nào mà thấy ngộ ha, người ta thích motorcycle, người ta chạy cũng bắt người ta ở tù, đòi 2 năm tới 7 năm. Trời, con nhỏ đó mà ở Mỹ mà chạy motorcycle là nổi tiếng luôn á. Nói gì vợ nhí của Hoàng Kiều á. Tức là nó không thích người ta nổi tiếng, là nó cứ ghét gọi nó bắt. Vô lý lực này lực rừng thì có. Thấy kỳ không? Ở Mỹ này muốn chạy xe gì chạy, còn mấy người xấu chạy thì không bắt. Đó lực Việt Nam cha mình bên trọng nó không vậy ta. Còn bác trọng sẽ mãi mãi không bao giờ nói chuyện với chúng ta nữa, cho nên chúng ta phải đi tìm người lãnh đạo mới đi, đừng có mong bác trọng quay lại mà đốt củi. Cái lò bữa nay là tắt lửa rồi, hết lửa rồi. Từ cây xanh với cây khô, mùa đầu mùa tới mùa nay là cây xanh, cây khô, lá, cành gì là ông đốt ráng hết. Thế nên hôm nay cái lò tạm, từ từ tạm ngưng lại, chỉ còn có chút than ngúng ngúng. Trừ khi mấy thằng nhí nhí nó lợi dụng tên tuổi của bác trọng, nó lấy rơm nó đốt, gọi là lửa rơm. Lửa rơm mà cháy cũng lẹ, phừng phừng phải không? Nhưng mà cũng mau tàn lắm, lửa rơm không có lo, lửa rơm không có chết người. Còn lửa bất trọng mà lửa mà xanh á mới là chết, không? Nên những trọng chết bắt ông đi mình cũng hơi buồn, là vì còn nhiều người cần phải lên lò lắm. Mình biết nhiều người cần phải lên để mà xả nghiệp, chứ không phải mấy thằng này vậy em, nó không có về trời được, về trời là chắc chắn về em được.
sở làm kiếp sau đầu thai làm bốn chân á, chạy vòng vòng ở Africa. Nên mình phải tri ân bất trọng một chút mặc niệm tri ân nên nhiều người cái không tin, nó bất trọng xuất hiện trong cái video hả, nó ghép hình giả mà cũng có nhiều người tin đó. Để cái tựa đời vậy không mà đụng chính trị quá à, nhiều người không có ưa mình quá. Hai chỗ là người thật người thiệt, nói thật thì mất lòng, ai có tật thì giật mình thôi. Mình nói đâu thì chỉ nên kiểm chứng lại. Lục thưa sư phụ à, có người nói đó là nếu mình ở đây mà được lên đó thì chỉ có một ngày ở trên đó thôi rồi lại phải trở xuống lại, tức là theo về luân hồi. Cái điều đó có đúng không sư phụ? Không đúng. Có một ngày ở trên đó mà. Không đúng. Mấy đứa này nó đâu có ở đây đâu, tại thấy sư phụ nhảy dù xuống nhảy theo. Khi nào mình ở trên kia mình ăn chơi trên trời kìa. Ví dụ trên đó mình được một cái tiền rồi, con đâu muốn một cái tiền, con cứ đi gặp tiền nào con cũng về hết, tiền nữ nào cũng về thì con xuống lẹ không. Còn xuống đây cũng không chịu tu nữa, bữa giờ lên núi nó cần cả 5-7 năm kêu lại sám hối giống kiểu má cô chi với lon của con em lại thì dĩ nhiên về được có ngày hai ngày phải xuống tiếp, tại vì mình xuống đây mình không có đủ cái năng lượng để mà ở lâu. Còn mấy đứa nó làm biết như công đức về nó ở forever. Còn riêng sư phụ tái sanh xuống quả địa cầu này mấy trăm nghìn năm trước khi thời đại của con người này, thu đã từng làm dinosaur nữa, cũng phải từng làm những người khổng lồ nó mới vậy nói. Người qua Do Thái làm người Do Thái, qua Ấn Độ làm người Ấn Độ, đủ khắp nơi khắp nước. Khi chỗ nào cha mẹ cần thì sư phụ đi. Mà tính tới ngày hôm nay mấy vị nói ngày đi khoảng có 3 ngày. Một cái nơi của cha với mẹ ở gọi là Đại La Thiên, không có thời gian, con người không bao giờ chết, tất cả những người đó toàn là kim thân không. Người đã là một vị Phật nhỏ là kim thân rồi. Thì ở trên đó là giống như cha vậy, là người tạo ra tất cả nhân loại, nhưng mà nhìn cha đâu có già, vẫn còn râu đen hội trảnh biết bao nhiêu tuổi so với người trái đất này không ai cao bằng. Nhưng mà trên kia vẫn là đứa nít thái tử khoảng 10 tuổi, con trai út của cha. Còn mấy ông anh mỗi lần mấy ông hiện về thì có ông nhìn già nhất cũng chừng 20-30 tuổi, mà mỗi ông đó mấy ổng cũng có tên, họ Thiên không nghe, gọi là Thiên Nhãn, mấy ổng là Thiên Dạng Lý, Thiên Sắc gì đó, đại khái những cái tên ngầu ngộ. Hỏi mấy huynh có bao giờ xuống trái đất chưa? Ồ, trái đất này dễ ợt, nhỏ bé như hạt cát kìa, giống như sân chúng ta cục đá vậy thôi. Mấy huynh là đi những cái tầng trời kia, tại vì người trên kia 36 tầng trời, mỗi tầng trời có những cái thành tinh chúng sanh ở nơi đó cũng là như vậy thôi, rồi cũng là những đứa con của thượng đế đi những nơi đó để mà giáo huấn. Chỉ có mình sư phụ chịu ăn xào với cái quả địa cầu này, vì cái quả địa cầu này nó có nửa sướng và nửa khổ. Ngày đầu tiên mà lúc mà sư làm việc cho cha cũng giống như là thăm thứ đại thần phải không, rồi đi làm ở tầng thứ 13, xa cái mắt thần mà thiên nhãn thông chứ không phải là thiên cận kiệt này đâu, nhìn cái quả địa cầu nó cháy giống như là mặt trời vậy đó. Cái sư phụ mới bay qua phải không, rồi bắt đầu mới xin cha xin mẹ làm cái nơi này, cũng giống như vậy. Sư phụ bữa đứng ngắm cái ngắm ngay cái chỗ này, giờ hôm nay mình có sân khấu thì cặp mắt của sư phụ là còn vậy, gọi là thiên nhãn. Thầy thù nhắm cái quả địa cầu, lúc đó nó cháy rực rực rồi vậy đó.
từ từ cái nó khô xuống rồi nó đã đóng băng tuyết, rồi từ từ hết băng tuyết rồi nó bắt đầu có những vi trùng, rồi những sinh vật bắt đầu có loài người, có những cái gì sự sống, rồi có cây cối, bắt đầu mới gửi mấy chư thiên mà làm biến xuống, gửi xuống đây để mà chịu khổ. Thì từ đó cái trái đất này nó xào tới xào lui cũng mấy chục lần. Gần đây là dế vô đầy bầu trời hiện giờ nè. Mấy vị nói nó không phải chỉ hiện giờ nó mới xuất hiện, là vì hiện giờ đó là mình sắp chế chiến tranh nguyên tử. Nó phải là giống mình tổ chức hội chợ Tết đây, thì mình phải mướn security vậy. Còn nó mình thổi mướn, nó nghe lệnh của thần với mấy Bồ Tát trên trời mà nó security cái quả địa cầu mày. Hay Putin, hay Uẩn, hay Iran chùm khăn, mấy mày mà bấm nút bậy bạ là tao ký đầu tụi mày á, lên sân khấu là lực boxing công bằng, tụi mày không có được thụt chỏ nghe, tụi mày quýnh đàng hoàng quá, không có được đá vào lái đại khái vậy đó. Thì nó có cái game của, có cái luật của vũ trụ. Thì người thành tinh đã ở chung chúng ta hàng cả mấy chục nghìn năm rồi, đó là thiệt. Và right now, hiện giờ nó cũng đang ở chung ta. Tất cả những gì tổng thống cũ của nước Mỹ cũng đã từng tiếp xúc với nó, nó cũng đã từng dạy mình thế này nọ, nhưng mà nó dạy mình một chút rồi xong với chúng ta ngã mạng, cái chúng ta tự giết nhau, cái nó giận nó bỏ đi, cái nó trở lại. Hôm nay là nó đang trở lại, cho nên lâu lâu á mình thấy những cái sai tình rồi trên bầu trời là nó thiệt, chứ nó không phải là người xa lạ gì hết. They always here with us. Tụi nó đó rất là khôn hơn chúng ta. Nó coi chúng ta cũng giống như chúng ta coi một đàn heo ở sau nhà vậy đó. Nó nuôi, nó là người guardian chúng ta. Còn lâu lâu á có con heo nó chướng, giống như hiện giờ mình có mấy con á. Nó cái đụng à, mấy con đang chướng mà nó đòi là thống chế quả địa cầu, nhuộm quả địa cầu màu đỏ phải không? À, búa liềm khắp quả địa cầu. Búa liềm sẽ bước sang trang. Cái đó là lời Phật nói, Phật nó không có nói sai. Rồi xưa thù cũng chả có biết lá cờ vàng, ba chục đỏ cũng không khe, thầy thù đâu có biết chính trị gì đâu. Sau này mấy vị đức thầy rồi mới nói, không, sau này con về lãnh đạo nước Việt mà là con phải cần cái này để mà lấy lòng quốc tế. Rồi sau đó con sẽ mở hội Duyên Hồng để mà chọn lại một lá cờ mới. Chứ cái lòng dân á, dĩ nhiên họ không có ưa lá cờ vàng ba chục đỏ rồi. Tuy là ngày xưa năm 1938 từng đã treo ở Hàng Xanh Hà Nội, nhưng mà đối với tụi trẻ bây giờ nó đã bị nhiễm, giống như nãy đệ tử này hỏi. Nó chẳng những bị nhiễm mà nó còn bị brainwash, giống như zombie vậy, giống mấy con zombie vậy. À đại khái, nó hỗn dữ lắm. Nó chẳng biết trời, chẳng biết Phật, chẳng biết gì hết. Nó chẳng biết cha mẹ nó luôn. Nó chỉ biết có đô la thôi. Thì cái tuổi trẻ Việt Nam đa số. Nên mình phải trị cái chất độc của nó, nhiễm vô đầu nặng. Khi người hành tinh hiện bây giờ đang ở gần vậy chúng ta, who know, sao biết được. Cha nói, hey, thằng mắt bự, đầu trọc, 4 feet. Bây giờ có quốc gia này sau này sẽ lãnh đạo thế giới, mày bỏ nó xuống dài cái AI đi phải không? Thì có nghĩ là nước Việt có phải lên thành cường quốc lẻ không? Cũng giống như nước Mỹ, nó nhờ nó sản xuất được con chip đầu tiên. Thì bây giờ Đài Loan cũng vì con chip, nghĩa là có tiền thì có nạn vậy đó. Nước Đài Loan hôm nay bị Trung Cộng hăm dọa đánh hoài á, là đâu phải là cái hòn đảo, nó mà đánh hòn đảo đánh lâu rồi, tại vì cũng là con chip, con di mạch á. Cả cái trái đất mình 8 tỷ người, mấy trăm quốc gia, cứ mỗi một cái thời đại chạy theo món, cái giết nhau cũng vì món đó. Mấy đứa đệ tử có bao giờ tưởng tượng thời xưa ở bên Âu Châu, khoảng năm 700 mấy, 1700 mấy, người ta giết nhau vì trái ớt,
thời đó nó không có còn chip hay chết mà ăn cay á, mà nó lại nổi tiếng thời đó. Coi lại lịch sử đi, cái nhiều chuyện tức cười lắm. Hôm nay thì mình cái này, cái năm 10 năm sau mình có những cái món lạ mình chạy theo, cũng giống như nó đi theo thời trang của mấy người mẫu vậy đó. Mỗi mùa có một kiểu này. Bây giờ thời trang chén này, mặc đồ đẹp, mặc đồ đầm, mặc đồ đủ kiểu style hết. Giờ đến lúc mặc cái đồ gọi là lưới chạy cá. Cười. Con thấy không? Đúng là miếng là sao mà hạng nhất được thầy. Tại vì sao? Tại vì cái thằng mà chấm điểm thời trang mà mặc đồ lưới đó, phải nói là cái gì biết không? Phải nó cũng là con cá. Thì nó hôm nay là giám khảo. Thì đứa nào mà mặc áo lưới đẹp như kiểu cá là nó chấm hạng nhất. Tất cả mọi thứ, phe hay là đảng phái hay là mỗi quốc gia, cuối cùng của cái cuối cùng đều là do một cá nhân có quyền hành, có quyền lực quyết định. Con có hiểu cái đó không? Bây giờ thí dụ như kiểu ông Trump, ổng bị gần mấy trăm cái nạn, nhưng cái thằng cuối cùng rồi á cũng là ông tòa phán thôi, tối cao pháp viện. Ông tòa ông thích ổng thì cũng như không, cũng nó không có luật. Thế gian này luật là chỉ là để cho giống như cái đường xe lên chạy thôi, nhưng mà xe có thể cắn lên, cắn qua, cắn lại, có thể chạy sát cái lời của con lương cũng được, miễn sao tới mục đích đó thôi. Rõ ràng ai mà không biết ông Trump bị cắt lá phiếu, rõ ràng ngày 6/1 ổng đâu phải là người làm chuyện đó, dán trong cái nhãn người dùng đó thưa lại ổng. Rõ ràng cái núi mình là phục vụ cho cộng đồng, không có vụ lợi. Mà tại sao cộng đồng lại không đến đây để giúp mình? Người mình thôi, người mình không giúp mình thì dĩ nhiên mấy Mỹ này nó không giúp thôi. Thì đó là cũng là cá nhân, cái dị biệt của con người, gọi là dị hợm, dị tướng. Ngã, ngã là tao không thích, tao có quyền thì mày chết. Thì cái đất nước Việt Nam mình vậy đó. Tôi nhìn thấy mày đẹp trai hơn tao là mày chết. Tao thấy mày xấu hơn tao, mày cũng chết. Tao thấy mập hơn tao, tao không thích mày cũng chết. Thế nên người có quyền hành rất là quan trọng, từ chức nhỏ tới chức lớn. Bây giờ giống như trong cái lớp mấy con đi học, mà con học rất là giỏi, nhưng mà tánh con rất là thẳng thắn. Thầy, tại sao bữa nay thầy không cải tóc? Mình nói thí dụ vậy thôi, tại mình thấy tóc cũng bù xù. Là bảo đảm bữa đó con có làm bài tập giỏi kiểu nào cũng cho con cái điểm F nữa. Có đúng vậy không? Ý là thí dụ, ví dụ để cho con biết, ở cái xã hội này cuối cùng rồi cũng là do cái cảm tính của con người. Đó là tại sao khi một cái thời đại loạn lạc như ngày hôm nay, cha lại cho một người như vụ thuốc để mà không dùng cảm tính, mà dùng tâm từ bi để đối nhân độ thế. Chứ bây giờ mà con đưa một bác ô mà về mà thay bác cộng đi, ngày mai á cái bác ô bây giờ đưa bác họ này về làm chức tổng bí thư đi, phải không? Bảo đảm ngày mai là bắt 4,5 triệu đảng viên xây ra bô cả mấy ngàn cái nhà tù liền, ổng nhốt hết, đúng không? Trời, ổng gật đầu nữa kìa. À, chẳng những nhốt hết, bữa nay xưa giờ lương của mày tháng bắt cộng tháng không có tới 2,000 đô, mày làm gì mày có 200 triệu, mày khai ra đi. Mày mà nói không có hợp lý là tiền này tao bỏ vô công quỹ hết của quốc gia. Thằng đó nó ngọng, nó đâu có biết khai, là tự nhiên ba nó lãnh lương có 2,000, mà thằng con thì tới 200 triệu, tiền đâu ra, trên trời rớt xuống. Mình không có làm vậy được, tại sao dứt sao, sao khó nói. Thì mình bắt người đóng thế thôi, chứ còn mình lôi ra cũng giống như là chồng chéo rồi hận thù tiếp tục. Thì đó là lý do tại sao những cái thời đại tương lai đó, hội đồng chư Phật với cha mẹ thường dạy cho phụ là sau này lấy ân bảo quán là vậy. Thấy nó nghe rất là đơn giản nhưng mà phải dễ làm, rất là khó làm đó.
rồi dùng thể chế nào, dùng thể chế của như kiểu Mỹ tự do, Cộng hòa. Cái dân trí Việt Nam bị nhiễm giống như nãy đệ tử này nói, tức là nó không có hiểu gì chứ. Con có hiểu cái chữ không có hiểu không? À, cũng giống như có nhiều mấy người trong gia đình Chư Hộ biết Chư Hộ là thiên tử, nhưng mà nghe thôi cũng không có biết thiên tử để làm gì nữa, rồi có bổn phận để làm gì, rồi có cái hiệu quả gì. À, có nghe không biết ngọt, không biết chua, không biết gì đại khái. Thì cái tuổi trẻ Việt Nam nó cũng bị như vậy, nó không có cái cảm nhận, không có nhận thức ra, rất là khó dạy. Còn bây giờ những cái, nhưng mà nói về phần đó, trong đó có một cái số phần lớn là những người có học thức nha, họ đang tìm một cái người lãnh đạo của họ, chứ còn họ đánh cũng như giặt cỏ thôi, đánh cuối cùng chẳng có mục tiêu gì hết. Cũng như đa số những hội đoàn ở đây tranh đấu gần 50 năm, cuối cùng rồi không có lãnh đạo, cũng không có mục tiêu, cũng chẳng được cái gì hết, rồi cũng đi về xuống ba cắt đất, cũng mang theo bao nhiêu học vấn của sĩ quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, thế này thế nọ, chôn xuống mồ, cũng không có ai truyền thừa. Hôm nay có người truyền thừa ngồi đây nè, có nhiều truyền là hết đi, gật đầu. Nhưng mấy ông này không có hiểu ở tâm linh, kiệt, tôi thương kiệt lắm, kiệt hy sinh với cộng đồng, làm thế này thế nọ, nhưng mà về phần tâm linh tôi không có hiểu. Kiệt bớt nói phần tâm linh đi, kiệt nói chuyện ấy đi. Bây giờ muốn thực tế thì bữa họp mà từng đòi á, Sư Phụ nói chuyện thực tế, đều có người nào hiểu tâm linh thì tâm linh. Nhưng mà con người á, chúng ta có linh hồn phải có tâm linh. Sư Phụ là thiên tử thiệt á, là cha biểu xuống đây phải làm chuyện này chuyện nọ là thật. Ngược lại, mấy ổng đi tìm lãnh đạo của mình để mà dẫn mình đi, mà lại ngồi tính, ồ, bữa nay mày mang giày này, đâu phải giày lãnh đạo đâu, tao không ưa mày, mày phải mang giày hiệu xịn giống như kiểu ông Trump hay là Biden rồi mới giống lãnh đạo. Trời ơi, mày mặc áo này không có cà vạt gì, không có áo vét. Nghĩa là mấy ông ngồi, ông tính từ chút, lãnh đạo gì đội cái nón này, lãnh đạo gì ngồi niệm Phật. Đại khái, cứ nghĩa là họ ngồi, họ soi mói, thì cuối cùng những cái người đó đi mò kim đáy biển. Cũng siêu thân, giao cho họ với nhân tài lỗi lạc của nước Việt, mà họ còn chấp quá, họ sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra lãnh đạo của họ là ai, rồi họ bị mất đi ủ một cuộc đời. Riêng phần người lãnh đạo mà cha sai xuống thì không có mở thì chợ cũng vẫn đông, thì chỉ là về phần họ thiệt thòi thôi. Con đường của Sư Phụ đi cũng giống như mấy clip cũ, tám bề thọ địch. Đến ngày đến giờ, có biết bao nhiêu người lỗi lạc sẽ đứng ra giúp đỡ. Còn chư Thiên và Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần 18 vị La Hán, luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh. Và biết bao nhiêu mấy vị thần rồng bên cạnh gia hộ. Những cái người chấp quá, họ sẽ bị mất cơ hội đó. Nhưng mà đa số là những người đó có tài, họ học giỏi. Cũng giống như mấy tướng mà ở Mỹ nè, ra trường ở Mỹ, nhưng mà họ đạo công giáo là trong năm loại mà Sư Phụ nói chuyện khó lọt lỗ nhĩ đó. Ngồi đó cười đó không, rồi loại kiếm cận là mình cần á, thí dụ như sau này mình muốn cho nước Việt mình chế được iPhone thì mình cần mấy thằng kiếm cận gì nó chế, cho mấy thằng đó nó không có hiểu tâm linh là nó cũng bị mất cơ hội. Cái người thiệt thòi vẫn là cái người cố chấp, cứ ngồi cứ so sánh, tính theo tài năng, tính theo này nọ. Ủa, nếu nói như vậy thằng Elon Musk nó có bằng cấp gì, Bill Gates có bằng cấp gì, thằng Zuckerberg, thằng Facebook có bằng cấp gì, thằng Amazon, thằng Jeff Bezos coi lại đi, họ không có tính vậy. Tính trước mắt, người lãnh đạo quan trọng nhất là có cái tâm từ bi thì quốc gia thì biết thương dân cũng như thương con mình thì quốc gia nó mới mau phát triển. Thì thôi, phần đó thì mình cũng bị chấp nhiều rồi, kiến cận chấp nhiều lắm. Kiến cận mà đừng chấp, trời, kéo về Thiên Long Sơn á, nhận là họ thiên nhiều, tại vì bởi vì Hữu lo buồn
Trời ơi, đảng viên thân chức sân sao, tham sân si đầy mình, mà thích làm đệ tử Thiên Tấn Kiệt, đúng không? Này nọ, còn HO chiến trận đồ, khó độ lắm. Tại Mỹ đâu cần ai, mày cũng như tao, mày tị nạn cũng như tao thôi. Thì mấy vị nói cái đó là cái phần thiệt thòi của họ đó. Họ phải coi lại mấy cái phần mà học thức đó, ở Mỹ á. Rồi cái họ cái tranh đấu, tranh cho đến lúc mà mang cái giấy của bác sĩ, ê, mày còn có 6 tháng nữa đó nghe, ung thư đường ruột hay là ung thư gan, ung thư phổi hay là bú này bú nọ đó, 6 tháng nữa thôi, thì lúc đó hết. Siêu thân. Ô hay ta, công nhận nghe idea cũng hay, thì ông học này có tài á. Vậy mà mấy cái đèn nó mới hư. Năm nay ăn Tết ở Cali, hy vọng năm sau mấy thầy trò mình ăn Tết ở Sài Gòn. Cười đã thử tao quá không gặp nó hả. Tại vì xưa này xưa giờ năm nay thì nó hơi ảo nhiều rồi, phải không? Bây giờ mấy vị nói xưa giờ con chỉ xây cái nền móng thôi, bây giờ bắt đầu đến lúc là thiệt xây cái nhà lầu thiệt. À, làm lãnh đạo cũng phải nghiêm trang, không có được đùa giỡn. Ô nhưng mà trên trời con, cái hồn của con là thái tử nhỏ xíu, con cũng vui lắm. Ở trên trời thuộc đi ca có ngày, mà cũng tu nó nghe, đi theo mấy Phật đồ, hỏi kinh, hỏi kệ, rồi đi theo cha đồ, để coi cha phân xử mấy cái người mà về chầu á. Thì cái bản chất nó cũng dí vậy. Nhưng mà giờ xuống trần thì 60, bây giờ mình phải nghiêm trang lại để mình độ mấy cái thằng cấp nãy giờ mình nói nó bất chấp. Rồi mấy đứa đệ tử họ thêm như chúng ta ngồi đây gần như hồi cũng vậy, để khi những cái người mà lỗi lạc họ đi tìm những người mà để mà làm cho họ thỏa chí, ý nguyện của họ để mà góp sức cho quốc gia đó, họ không phải chỉ nhìn riêng một mình sư phụ, họ nhìn những cái người xung quanh. Cho nên những lời ăn tiếng nói, những cái của mấy đứa đệ tử gần, từ nay sau cái clip này phải thay đổi. Vì mình là thiệt, mình cũng cần họ, cũng giống như họ cần mình. Mình không chấp, mình tu mình không có cái ngã, nhưng mà họ là người đời, họ còn cái ngã cao. Họ là những người mechanic, tức là những người thợ sửa máy của một cái chiếc thuyền bát nhã chúng ta, một chiếc thuyền Việt Nam chở 6 triệu chim hiền đi về. Thì chúng ta cần có những thợ máy, thợ buồm, thợ cuộc dây. Thì chúng ta cũng phải nên chỉnh đốn lại mấy clip mấy con làm ở đây hay ở hải ngoại, ở Việt Nam hay Houston, mấy đệ tử Houston cũng vậy. Bớt có đùa giỡn, sư phụ sao không có ca nữa. Mấy con ca, mấy con bỏ clip thoải mái. Sư phụ giờ hết ca rồi. Chỉ lâu lâu lễ rồi ca mấy bản quê hương dân tộc đồ thì không sao. Thì họ mới chấp cái đó không. Còn tự nhiên ca bản bản gì tình cảm rồi đó, Trịnh Công Sơn rồi, họ chấp lên liền. Trời ơi, tôi nghĩ anh là lãnh đạo, tôi nghĩ anh thiên tử, bây giờ anh còn cá mấy bản này. Bây giờ nó phải có này có khác, chứ không phải bắt tôi ngồi nói chuyện từ sáng đến chiều hoài đâu có được. Trong buổi nói chuyện thường thường mình nói đây, mấy bọn xưa thấy không? Thứ bảy, chủ nhật, ngày nào cũng 5-6 tiếng. Còn phải có chim vô rồi này nọ, phải không? Sao đây tử nam có gì hỏi không? Chưa hả? Chưa nghĩ ra không? Từ từ nghĩ được không? Con hỏi được là sư phụ mừng lắm, giờ chưa đó, trình độ chưa tới. À, rồi mấy đệ tử chính trị gia ngồi đó kìa, hỏi tiếp.
Nãy thì có cái nhiễm thôi là mình để thức, bây giờ có tiếng rồi. Không hỏi bây giờ là ba tuần nữa là không có clip nào á. Một câu là từ bây giờ cái thời buổi này nó làm sao á, con có dạy một số học sinh, nhưng bây giờ có một em hay lắm, em ta mà có thể fan đao ra được, như là ví dụ như cái đèn xanh đèn đỏ không mà mà chị hỏi thôi, con đừng có giải thích nói mất thời gian ở trên mấy clip, thì nó còn muốn hỏi câu gì con hỏi. Làm sao có nhiều em nó được thay đổi một cách như là không biết làm sao á, tự nhiên cái đầu đang còn bóng đẹp lắm, bây giờ quay ra nó quanh nè, sau ngày Covid là nó quanh như là người Mỹ màu á. Đi uống hả? Không, không uống nha, tự động nó như vậy đó. Ồ, tự vì nó chích thuốc bát sinh của Trung Cộng. Cảm ơn. Thôi xưa sư phụ nói rồi, đừng có chích. Tại vì sư phụ nói qua chúng nhiều quá, mà họ mỗi lần chúng thì họ quên. Phụ đã nói trước, đừng có chích bát sinh của Trung Cộng trong cái thời điểm đó. Ai kêu chích bát sinh của Trung Cộng chứ? Tôi có em á, một hai em chứ không phải là ít đâu. Nó tự nhiên, tỷ dụ nó apply một cái bài đi đại học thôi, mà những cái đường xá ở trên New York chưa bao giờ nó đến đó, mà nó nói nó thấy lúc nào rồi đó. Nó biết cả cái trường nằm ở đó rồi, nó còn vẽ được cái trường nên nó gửi đi được nữa. Mà nó xoay ở bên Mỹ nhưng mà nó chưa bao giờ đến New York. Mấy đứa sau này cái học đường Việt Nam á, lớp 1 cho tới lớp 5 là sư phụ bắt phải thuộc đại bi, dùng đại bi để khai tâm đó. Rồi tới từ lớp 5 cho tới lớp 6 bắt nó học hết lịch sử 9.000 năm của người Việt. Cho nên bà Trưng bà Triệu gì nó cũng sẽ biết hết. Còn Nguyễn Thị Sáu nhỏ điên điên á, cái Việt Cộng kêu ấy cầm thấy lô rạng ném vô, nó bị điên mà đâu biết, ném vô cái bị mấy ông Việt Nam thời ông Diệm bắt nó điên đâu biết, đi dọc đường nó còn cười cài hoa nữa, mà đâu biết nó bắt nó đi để tử hình nó hay gì, tại nó điên đâu có biết. Vậy đó làm anh hùng cách mạng của bác, cho nên người điên sẽ làm anh hùng người. Giống Văn Chỏi không vậy? Nguyễn Văn Chỏi á có hai cái hình, hai cái phim luôn á. Nguyễn Văn Chỏi thiệt á, mà bị tử hình á, té đá trong quần, sợ xùi như nè. Còn Nguyễn Văn Chỏi mà phim mà của Việt Nam làm đó, đã đảo Mỹ, đúng không? Mấy con có coi phim đó trên YouTube tiếp lắm lắm. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, trắng nó đen, đen nó trắng, đó là bình thường của nhà binh. Cái không bình thường á là vì cái đạo của chúng ta không có chánh kiến. Cái mấy ông thầy ma tăng á, mà nó cộng cỏ thôi mà quay nhị thôi mà nó cũng gom được đống tiền. Có lời lỗi của ông thầy Thích Chúc Thế Minh là lỗi của chúng ta ngu à. Suy nghĩ đi. Tại vì ông biết chúng ta ngu ông mới ghẹ. Còn nếu chúng ta khôn đâu có ghẹ. Thưa bộ ngày cũng không biết xui xui làm sao lên cái live stream có người hỏi. Chúng nói chuyện đơn giản là một cái nơi một ông thầy, nhất là Phật, xá lợi tức là Phật đúng không? Phật đâu có đi ủng hộ cái thằng cha thầy tào lao để mà đi làm tiền chúng sanh. Chẳng lẽ là Phật đồng lõi với ổng hả? Suy nghĩ chút xíu. Nếu mà họ chỉ suy nghĩ họ không có bị gã. Ông hiểu chưa? Phật ở núi như mình nè, Phật giúp những người thiện tâm. Cái Phật nào đi giúp mấy ông thầy đó để làm cho mấy ông làm giàu, rồi làm cho Phật tử á, hôm nay á, lại ghét Phật nữa. Phật đâu có làm chuyện vậy đi. Chỉ vì chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta ngu, chúng ta ráng chịu đi. Chuyện dễ ợt. Không, hả, leo lên là lúc đó mấy vị quậu, thôi đâu có biết, lúc đó thôi đang tiếp khách. Vừa vô thấy mặt mấy vị quậu là thôi biết là có chuyện. Là nguyên một ngày hôm qua á, là nó chán dán không thấy đường, mấy vị nói là nhẹ đó, là nể tình sư phụ là tha cho nó. Nhưng mà sư phụ lên làm cái buổi lễ rồi cái hồi nãy đang nói chuyện mấy vị á,
kêu Thiên Mỹ Tiên lên, tức là mấy vị kêu nó lên. À, giống như làm cái buổi lễ giải quà đó. Nhưng mà bữa đó là có ai cơ? Tiên là Ngân, Nghe mấy ông Văn của ai nữa? Ủa rồi đó, thì bộ muốn tạo cho mấy đứa này gần với mấy ông Rồng, để như là mình một nhà, mấy vị gia hộ của nó thêm. Ai vậy đâu, cuối cùng lấy dám leo lưng. Thích Long giải thích đó, trong mấy trăm nghìn năm trong vũ trụ chỉ một mình sư phụ á, là kể Thích Long với Bạch Long thôi. Ở trên trời sư phụ hai chân đứng hai đầu ông Rồng, để mà sư phụ là thuộc về võ tướng của thiên đình và cũng là văn nữa, văn võ trên trời luôn. Thì đánh, thì đánh Atola đó, tại trên trời mình cũng đánh giặc y như thế gian này á. Thì sư phụ hai vị là đi chiến đấu với sư phụ. Khi sư phụ xuống trần thì hai vị cũng xuống trần với mình. Chỉ có mình sư phụ thôi, ngoài không có ai hết không? Không ai được leo lưng hết. Nếu mà mấy vị có giải thích Rồng á, thì cái dãy nó ngứa, lâu lâu mình tắm thì ok, nhưng mà lần sau để khi sư phụ vô hai tuần rồi trở ra thì thầy trò xuống làm lại. Mấy vị dạy đàng hoàng nghe, lấy nước nghe, rồi lấy bông hoa đồ không, rồi mình tắm để cho cái dãy rộng bớt ngứa. Rồi ngứa mấy vị đâu có tay đâu gãi, nhưng cái lưng còn cũng gãi ra chỗ này đâu có được. Nhưng mà mình người thì mình lấy miếng lưới mình cọ cọ quá. Đó là vậy cho nó mới biết mình sống gần với thần thánh Phật trời á, mình đều được mấy vị gia hộ. Nhưng mà mình làm sai á, mấy vị cũng phạt mình như thường đó. Cho nên nguyên ngày không thấy đường, làm gì cũng không ra việc hết. Xe cái lá, cái đỏ đỏ kia là cái phướng ha, là ba con bắt. Ổng là 95 tuổi rồi đó mà ổng viết ra được cái đó, viết ra được chữ xuân. Xuân dạng sự như ý, tấn tài, tấn bình an, là của ba anh Bắc. Ông tên gì ta? Ủa, nhắn tin coi ba anh Bắc tên gì mấy nước. Ông cũng là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, biệt động quân hay vậy, cũng có làm thời ông Thiệu. Thì của ổng viết cái tấm đó. Buồn ha, bữa nay cái lò lửa tự nhiên nó bị tắt, giờ còn lửa than với lửa rơm. Lửa Việt Nam á, lò lửa của Bác Trọng bây giờ bị tắt, rồi ổng đi thì để lò tắt. Đừng nói là bắt tô mình lên để làm lò mới nữa. Chỗ lò này không phải là lò đốt củi mà lò ga nữa, chắc chết luôn á. Ga nó nóng hơn là lò củi. Củi nó cũng ngon chậm á. Nên bắt tô lên là ổng chơi cái lò ga liền á. Tại ga nó ra tiền nhiều, đạp hết ga, xài hết ga, nhận hết ga, bắt tô lên là chơi lò ga liền á. Ga nó mới ói ra tiền chứ. Còn Bác Trọng đốt củi nó ngúng 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 chậm quá. Ok rồi, hỏi gì nữa không? Đại thụ đang vui không cần phải suy nghĩ, ai muốn hỏi gì trả lời thôi. Thưa sư phụ, Atula thiện và Atula ác có phải là hai tầng trời khác nhau không, hay là cùng? Họ cũng cùng sống chung. Hiện giờ chúng ta cũng có Atula ngồi đây nè, chúng ta cũng đang sống với Atula, là bà trần lửa nhà mình á. Đó là Atula đầu thai thiệt chứ bộ. Hoặc thằng em của mình nó cũng là Atula đầu thai chung trong nhà.
trong loài thú, thú nó thiệt hay giỡn nha. Một đàn chó cũng vậy, nó vừa đẻ ra trong đó cũng có Atula, cũng có con chó hiền, chó dữ đúng không? Hãy giữ là Atula. Trong chùa cũng có Atula vậy. Trong chùa cũng có dạ so nữa, dạ so cũng là một loại quỷ. Mấy thầy đại số thời này dạ so, thù coi cốt, thù biết. Thì họ cũng là chung giống ta. Coi đây coi mặt đứa nào giống Atula ta. Tôi thấy có, ông ông. Ông nãy đâu ta? Ông mà dở cái nón ra không có cái tóc ha. Chính. Ông có còn dữ lắm mà. Atula nó khoái nhất là một thứ. À mà nó khoái là đa số là chúng. Khoái gì không biết không? Khoái gái đẹp. À, gái Atula đẹp lắm mà. Thì Atula có thiệt đang sống chung như chúng ta. Những người mình gặp ngoài đường á, mà họ rất là hung dữ, gọi là hung dữ một cách vô cớ là cũng lạ tôi là. Trên trời họ cũng đông, rồi họ cũng đi chiến đấu với thượng đế, con của thượng đế, rồi họ cũng bị sư phụ chém. Chém thì cái thân hồn của họ sẽ được tái sanh xuống cõi thấp hơn. Hoặc là nếu mà họ chết anh hùng thì họ xin đầu quân qua phía bên chánh, tức là làm thiên tướng, cứ nhảy qua nhảy về. Còn giống như thiên tướng, giống như ông Maipen đang là đúng, tự nhiên phản 100 thành Atula, tức là giống như bàn tay chúng ta vậy. Phật quỷ đúng không? Cho nên năm thứ ác nó lật xuống, lật chìm xuống. Trùm khăn tội giàu có 11 nhà giàu nhất thế giới. Rồi Búa Liềm hiện giờ còn có Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam với Cuba. Rồi có phe trùm khăn và phe khủng bố. Rồi tức là năm cái ác. Thì khi năm cái ác nó cũng là Atula. Rồi trong Quốc hội Mỹ mấy cái thằng mà dán nhãn cho ông Trump mà kiếm chuyện ổng tối ngày đó cũng là Atula. Khi tụi nó đi cùng lực. Đó là tại sao á, là còn về mặt đời rồi Mỹ là tự do, Việt Nam Tàu rồi nè, tại sao ông Biden ổng lại thích Trung Cộng, mà tại sao ông Trump lại ghét Trung Cộng? Tại Trung Cộng nó là Atula, nó là quỷ, nó tính theo cái thần hồn chứ không có tính theo cái danh từ của thế gian, gọi là nước tự do, nước cộng sản, mấy cái đó chỉ nhãn hiệu thôi. Mà khi nó đi thì điên lực thì tất cả trắng hết. Nước Mỹ sau này Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nước Việt sau này cũng thay đổi, thì nó cùng với một cái thể chế hiền từ thì tự nhiên được quốc tế thừa nhận. Khi mà nước Việt mình nó có 6 triệu chim hiền, tức là chất xám 6 triệu người khắp hải ngoại, rồi cộng lại với mình có một cái cách làm ăn rất là dễ dãi, không có hố lộ nữa, thì thiếu gì quốc tế, họ cần mình mà. Họ cần mình hơn là mình cần họ. Nước Việt sau này thế giới cần nước Việt hơn là nước Việt cần thế giới nha. Là gì? Thứ nhất, nó mang mấy cái con di mạch, mấy cái điện thoại này sản xuất bên Việt Nam. Thứ nhất là nó biết nước mình là thật thà, không có đi ăn cắp bản quyền như kiểu Trung Cộng. Là nó khoái rồi. Và đồng thời cái bàn tay nhỏ bé của chúng ta làm mấy cái này rất là tinh xảo, rất là dễ. Thì con nghĩ nước mình đô la mà trên trời nó rớt xuống á. Con lấy thúng mà đi đựng mỗi ngày, không có cần phải đi sanh đẻ bên Đài Loan giùm, hay là đi lao động quốc tế nữa. Đó là sự thật. Chỉ cần chúng ta thật thà thôi là nước chúng ta giàu rồi. Chỉ cần những sau này những đứa hồi thiên á, biết sợ nhân quả, tức là biết ăn một đồng hố lộ thì cũng ói ra 1 triệu đồng á.
Con thấy bao nhiêu mấy đảng viên ăn hối lộ có ông nào sống sung sướng đâu. Thì chúng ta vậy, chỉ cần không ăn hối lộ, thật thà là nước Việt giàu, không có cần cái đầu của con của ông trời nữa, cũng không cần bề trên giúp nữa. Tôi nói thiệt á, là đã giàu rồi. Huống hồ gì nó ok, người dở làm chuyện dở, cái dở nhất là mấy con thấy không? Cái ghế, cái bàn, đôi muỗng, chiếc nũa, đũa, cái đó dễ làm. Thì người nước mình mà sản xuất, đem qua Mỹ bán cho Costco hay Walmart thử. Ở nước mình nhỏ bé, dễ nuôi 100 triệu lắm. Thường nói 3 năm là hơi lâu á, có thể 2 năm thôi nước mình giàu rồi. Muôn trùng, nhưng mà quan trọng nhất phải đoàn kết. Mà còn đánh với nhau, hải ngoại đánh quốc nội, quốc gia ghét cộng sản quốc gia cứ qua lợi hoài. Rồi quốc nội quốc ngoại, người Bắc, người Nam, người Trung. Nhưng mà chúng ta mà còn mấy cái đó thì cũng khác nào chúng ta tự giết lẫn nhau sao. Thì thôi bỏ qua, đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, thật thà, không hối lộ, tiền đô nó rớt như là mưa vậy đó, gọi là mưa đô la. Cái người ăn mại ngồi đây cũng một đống sáng lên đống tiền đô rớt. Là tự vì người sau này mình không cho Trung Cộng, không cho Liên Xô vô du lịch nước mình, phải không? Mấy người đó vô kẹo lắm, không có cho bo gì chứ. Tức là nước mình biển mở du lịch thì những cái người không biết làm gì cũng giàu nữa. Là những Âu Châu nè, du lịch nè, Pháp nè, Mỹ nè, Canada qua du lịch, như qua Hawaii hay Bora Bora hay những cái nước Đông Nam Á giống như Bali rồi gì đó, là New Zealand rồi vậy, có phải là giàu không? Hàng Thái Lan nó đâu bằng mình, nó còn xà rong đó, mà nó có Phú Kết, rồi nó có gì Batanan gì đó, hai chỗ du lịch thôi mà nước nó giàu, mà nhân trí nó đâu có bằng mình đâu. Mình có Phan Thiết nè, mình có Phú Quốc nè, nghe, mình có những cái bãi biển rất là đẹp ở miền Trung, Nha Trang nè, miền Cát Trắng quê hương rồi nữa, chỗ tuyệt vời. Thường không có rành mấy địa danh phải không? Mà người của chúng ta không chi là con gái Việt Nam, chỗ đứa nào mặc mấy như là hoa sen, còn hoa mặc mấy đứa mà như Mã Lai, mấy cái nước mà như sư phụ đi du lịch ở bên Bora, chỗ nó đen thui à, mặc xà rong. Có nghĩ tự vì người ta không có chỗ đi du lịch người ta mới qua bên đó, còn qua tới Cancun trời ơi mấy ông Mỹ mặc như là thùng phi. Thì con nghĩ nước mình mà mở du lịch thôi là cũng giàu nữa, thiếu gì. Tại vì á, cái người lãnh đạo dở cho nên dân, mấy anh lãnh đạo cho bản thân ổng chứ đâu lãnh đạo cho dân đâu. Mấy ông nội mình lãnh đạo cho ổng, về nhà vợ ổng lãnh đạo ổng, cho nên cuối cùng chẳng làm được chứ. Tại mấy ông đảng viên ấy sợ dở. Tôi lãnh đạo cho phe nhóm tôi về nhà vợ tôi lãnh đạo tôi. Tôi đưa tiền qua Mỹ cho con tôi nó ăn chơi. Cứ thế vậy. Tôi mua ở chức 4 năm hôm nay tôi lên tôi phải sang dưới sang sau tôi lấy vốn lại trước cái đã. Còn chuyện khác tôi tính sao. Cứ thế mà làm hết 4 năm ông này. Tới ông A, tới ông B, tới ông C. Hãy cứ mỗi ông 4 năm. Mà xây dòng 50 năm là như 20 ông phải không? Trời, xong nước Việt hôm nay còn có tàu lá chú. Tuột hậu 50 năm. Tuột cũng giống như trên núi mà rớt xuống giống bùng vậy. Chỉ là cái người bị thiệt thòi nhất, tội nghiệp nhất, đó là những cái tuổi bây giờ khoảng 30 cho tới 35 á, lớn lên đâu biết gì bị nhồi sọ. Hôm nay hiểu được á, mấy đứa khôn nó hiểu được, rồi nó tức. Đúng ra cỡ tuổi tôi ở Mỹ mà tôi học ra trường đại học là đứa nào cũng có căn nhà đúng không anh? Đứa tệ nhất vừa ra trường pharmacy là cũng có tiệm bán thuốc tây đúng không? Thì Mỹ nó căn bản vậy. Tại sao tôi lớn lên trong một quốc gia, tôi là bông sen mà tôi cắm vô nó, thà tôi cắm bảy châu, tôi cắm sình non gì, cái này cắm trên đá, trên cát, nó không có mọc được. Thì những cái tuổi đó đang quán ức,
họ không có cơ hội để mà có một cuộc sống. Đẻ con ra cũng không có sữa thiệt đủ, sữa Việt Nam cũng làm sữa giả, bởi vì họ thấy nó làm sữa giả. Thì là tội nghiệp. Thế nên 10 cái tiếng nói của Thiên Nói Kỳ Official là từ 19 tới 45, cột trụ quốc gia, tương lai của họ. Nhưng mà họ có muốn có cái tương lai, họ cũng không có làm gì được. Họ cũng giống như đám gà, đám vịt bị nhốt trong lòng vậy đó. Con này đạp của con kia, đến mòn mỏi mệt, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc, rồi chết ở trong chuồng vậy. Con nào chết thì dục ra chôn thôi. Thì cái những cái thế hệ Việt Nam hiện giờ sống là giống vậy. Đang chờ, chờ ngọn gió đổi thay. Kỳ này Vanessa gán ca bạn đó. Ngọn gió đổi thay. Vậy ra ngồi đó kìa. Hãy làm ngọn gió đổi thôi. Chú Hữu già rồi, chú cũng chẳng có ra gì thế gian, tại chú Hữu chỉ là lo thôi. Còn phần chú Hữu thì ở quả đi cầu này, ai hiểu được thì có phước, còn không hiểu được thì thôi trời, kiếp sau hiểu đi, đi dài dòng đi hả hiểu. Chứ còn những cái thành tinh kia, những cái thành tinh trên trời á, họ hiền hòa hơn, họ không có lì lợm cứng đầu. Còn này mình nói trúng thì họ cũng chửi, mà nói sai họ chửi nhiều hơn, kiểu nào cũng bị chửi. Mình biết được thiên cơ, có con trời nói chuyện thiên cơ cho mình biết, thì mình biết được ngày giờ chuyện gì sắp xảy ra. Biết được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ, vận dụng cơ trời để mà biết được cơ đồ, biết được quốc gia mình tương lai sẽ về đâu. Vận dụng cơ đồ tương lai để mình lo cho con cháu của mình, để mà nó có tương lai, có hạnh phúc. Đó là một điều ai mà hiểu được phải cảm ơn Thiên Tướng Kiệt này mới đúng. Tại vì nói thiên cơ mà không có nhận của ai xem nào. Cho miễn phí không à. Cậu những cái information quan trọng lắm á. Con coi phim Điệp Viên 007, phim KGB hay là Tổng cục 2 của Việt Nam đại khái đi, tình báo qua Nam gì đi, mà nó mà tìm được một tin tức á của một người nào á, hey, 1 triệu đi, tao đưa mày cái tin tức này. Nhiều lúc tin tức chỉ có 1 chữ chứ đừng lên chi 3 chữ. Còn bữa giờ á, anh kêu coi, bữa giờ chú Hữu lên mạng nói cả mấy tỷ chữ luôn á, mà đứa con này nó tặng cái này không có được đồng nào hết. Mà trong khi mấy cái tình báo CIA này nọ, đây một cái information 1 triệu đô, đúng không? Con coi phim đi. Information rất là quan trọng trong đời sống chúng ta, đó là information của đời thôi. Có này information là chết sống, sống còn của một dân tộc, sống còn của một cái dòng họ, sống còn của một gia đình, sống còn của một đời và sự nghiệp của một người. Vậy mà chẳng ai mời mình uống Starbucks hết để cảm ơn mình. Bây giờ xuống đây làm thiên tử cũng nhiều thiệt thòi lắm, nhưng mà không dám than. Giống như cái information sư phụ vừa mới cho rất là quan trọng đúng không? Bắt trọng ẹt rồi đó. Bây giờ khách bắt trọng mà đi xuất hiện nữa đi, không có chuyện đó. Ví dụ làm phim giả, làm được 1 lần 2 lần thôi, giỏi lắm là ổng còn 1 ống trong cái lỗ mũi là cùng. Nghĩa là mấy vị nói là ổng chết, có nghĩa là chết cả cái sự nghiệp. Thì cái đó là mình muốn,
nhưng mà mình cũng chưa có muốn ổng chết luôn. Ổng chết luôn mà bắt tô cổng, bắt tô đem chung cộng vô mình còn mệt nữa đúng không? Cho nên nhiều lúc giống như hồi xưa bác Hồ mình chết năm 68 mà đến năm 69 người ta mới ô bác Hồ mới chết, mà thật sự ổng chết cả năm rồi đó. Cho nên cái xác cũng là cũng quan trọng lắm, bán được. Xác thối á, gọi là túi da thối, đạo Phật gọi là túi da thối. Cái túi da thối của bác Trọng cũng có giá trị lắm. Thì một cái information đó thôi, đáng giá nhiều ta âm tính rẻ rẻ thôi. Cho tôi có bao lì xì được rồi. Mấy đại gia, mấy đại ca bển nó qua đây, qua đây tặng đồ có bao lì xì. Tôi nói ông nào mà sắp bị bắt Trọng đốt lò đó, nói bữa nay có lò lửa tắt rồi, đừng lo, sợ đó, củi đút vô cũng không cháy đâu, chỉ còn rơm thôi. Rồi hỏi gì nữa không, lạnh quá mình giọt nha, hỏi gì nữa đi. Hỏi đại diện cho thế giới hỏi đi, hỏi người ta ở xa, người ta đâu có hỏi tới đây đâu. Theo con, theo sư phụ bao nhiêu lâu nay con được biết về thiên cơ một phần, chẳng hạn như Trung Cộng sẽ nát thành bao nhiêu nước? Năm nước. Dạ. Mình nói mấy năm trước, cả thằng Lân Phố xa đầu chọc á, nó còn cười mình á, làm gì có anh Kiệt, cụ nó đang mạnh như vậy, mày giờ mày tính rồi. Okay, nhưng mà mình nói mình không có cần phải nhắc chuyện cũ, nói đâu chúng đó. Rồi sao nữa? Chúng cộng rồi, nước Việt Nam mình sẽ mở rộng ra thành rùa, phải không? Dạ, mở rộng ra thành hình rùa. Tại vì á, nước Việt Nam mình bây giờ có 4 triệu đảng viên, mấy trăm tỉnh. Cái người nguyên thủ quốc gia mới, người ta không có ngu như vậy. Cái tiểu bang của Tá Sát, tiểu bang Cali nó bự nước Việt gấp đôi. Có một cha neo xanh, một thống đốc thôi. Mình lấy một đầu lương, mình lấy 4 triệu rưỡi đầu lương, mình trả một đầu lương. Một thằng thôi, tại nó nhiều quá, nó dễ ăn hô lộ quá không? Cần gì mấy trăm tỉnh. Thì từ đó mình thành lập của mình là liên bang. Liên bang Montpen, tại sao này chùa lấy miên luôn không? Liên bang Laos, liên bang Miến Điện, liên bang và Quảng Đông, Quảng Tây phải không? Liên bang Hồng Kông rồi đại khái vậy đó. Thì khi mà làm tiểu bang, sau này những cái nước đó sẽ lạc hậu lại, nước Việt càng mạnh. Nói gì nói là từ từ thành hết, nó sẽ thành hình khổng lồ. Thưa sư phụ, thì sau đó mình sẽ bước qua cái thượng nguyên. Vậy thì nước thượng nguyên ngoài người Bắc không có hiểu. Tại xưa Đức Thầy chỉ giảng ở miền Nam thôi, miền Trung với miền Bắc không có hiểu sáu quyển kinh thư. Cho nên bây giờ có đám con cháu vô mình có ngày nó cứ chửi Đức Thầy hoài á, mà nó không bao giờ nó hiểu nó đang làm chuyện gì. Cũng giống như nó đang dò đường xuống địa ngục đó, mà nó đâu có biết. Có ngày nó hổng, nó có cái bàn gì á, mình bật cái đài lên, nó năm sáu đứa nó ngồi á, ô sấm cơ lục bát Đức Thầy này nọ. Có ngày cái đem Phật trời ra chửi, rồi tăng bốc Hồ Chí Minh lên. Bữa hổm từng rồi sư phụ có nói cái clip, cái xác phàm này hiện giờ cũng ít, cũng có người thương, cũng có người ghét đúng không? Cũng không có quyền lực ở cái mặt đời gì hết. Nhưng mà cái chân thần, những cái chân mệnh, nó có powerful quyền lực. Tất cả những thần hồn mà xấu đều phải quỳ dưới chân sư phụ để được sư phụ tha cho về trời, hay là mấy ông Diêm Vương bắt đi. Hồ Chí Minh là quỷ, Hồ Quang mà, nó làm tan nát cái nước Việt. Con nghĩ Hồ Chí Minh có quỳ dưới chân sư phụ không? Bữa hổm sư phụ nói là thiệt,
Vậy mà có nhiều người nói kiếp mày hổn, mày nói Bác Hồ á. Vậy chứ lời chuyện này nói là thiệt á, tin không tin, tại vì đã từng kêu ổng quỳ rồi, thôi kể trên mấy mạng chút chứ là hơi thuốc. Cái thân hồn mới là quan trọng, cái xác phàm không quan trọng. Nên nhớ một điều, nếu như Bác Diệm mình bây giờ ổng là tổng thống rồi, không, nhưng ổng chết rồi, ổng cũng là con ma nghe, không được về trời cũng không được về Chúa. Hiện giờ ổng đang ở nhà thờ Phúc Cam ngoài Huế, làm sao mà biết chuyện đó, kêu cái hồn tới nói chuyện được. Điều có những cái mà con người chúng ta đó đừng có phạm với thần thánh thì là chúng ta là người khôn rồi. Còn có những người mà vô minh không biết, bởi vì á, thời mạt pháp hạ quan á, quỷ hành quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên mà vậy đó. Thế chúng ta là thần tiên mà con thấy một đám AK-47 dư lượng viên nó có nể chứ phụ không? Bởi vì cứ thầy nói chúng á, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên, đó là thật. Tại kỳ đó kia ông về ngồi ông kể, ông chửi thằng Đồng, thằng Dũng cũng chửi đủ. Cả ông Trần Đại Quang á thì sư phụ còn ok với ổng, tại vì ổng cũng hiểu được tâm linh. Cho nên lúc mà nói chuyện á, ổng là một cái thằng lính gác cửa của ông miếu của ông Mai Hắc Đế ở Hà Nội. Sư phụ chưa từng biết chỗ đó, tại vì giàu cho xa xôi nửa dòng trái đất, nhưng mà thần hồn gọi là tới. Thì ổng đang ở miếu của ông Mai Hắc Đế. Còn ổng nói cái đám con cháu mà nó xây lăng xây gì mà khủng khiếp, ổng không bao giờ ngự ở đó. Cũng giống như sáng Hoàng Trang bên Houston, sư phụ con làm bức tượng của ngài A Hồ, tức là ông thân thần ở Thiên Long Giang á, bự như vậy. Cái thụ thỉnh ổng về nói chuyện, ổng nói trời ơi, nếu mà làm tượng bự quá ngại quá. Tại mấy vị cũng khiêm tốn á, là vì bên kia người ta ngăn nắp lắm, làm tượng nhỏ nhỏ được rồi. Ổng còn nói vậy, cũng y như thân thần của mình trên núi của Thiên Long Sơn. Hồi xưa là sư phụ nói thôi để Thái tử xây cho ngài một cái miếu bự chứ. Nó nói no, đừng làm vậy. Tại vì mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, rồi lâu lâu cha còn xuống, mà thấy cái miếu bự quá, ơi mẹ hố lộ hả? Cũng giống như bây giờ bắt chậm mà đi xuống kiếm mấy thứ trưởng, mấy ngộ trưởng, mày làm gì mà có nhà bự như vậy? Mà thôi, được. Nên mấy vị rất là sợ tượng bự hay là miếu bự nghe. Ổng kêu sư phụ á, làm như vậy thôi. Sư phụ năn nỉ xây bự hoài, hỏi ông Thành, bữa nào con kêu ông Thành tới. Những cái năm đầu á, phụ nhức đầu lắm, tại làm lần á, mình biết ổng ở đó, giờ lúc trời mưa mình vô mình ngồi với ổng chơi phải không? Ổng không chịu, ổng nói nhỏ nhỏ thôi. Tại sợ bị khiển trách á. Bên kia người ta trật tự, chỉ có thế gian của mình là không có trật tự. Là vì chúng ta là đám dịch mà. Dịch nó biết gì? Con thử mà để lúa thì nó mổ lúa, mà hết lúa mổ con lũng tay luôn. Thì Việt Nam vậy á. Sáng nói chuyện nhưng mà hồn nói chuyện vui lắm. Nó làm nhỏ nhỏ được thôi, đừng làm bự. Thiệt á. Chuyện gì á là coi Long với mấy người bên bản sinh hoạt sao. Ô thỉnh Ma Hồ về, ngồi ổng kể bển, đứa nào làm chuyện gì ổng kể. Nhưng mà thường thường á, ổng hay chơi với ông thân thần của mình đây. Tại hai ông bây giờ là bạn rồi phải không? Thì đó là lý do tại sao cô hay ngồi chỗ cái ghế đó. Đó là mấy gì cũng về đó ngồi quy tụ đó. À, xe tăng đó, xe tăng thời đại, chỗ nó kêu lớn dễ sợ. Vậy thưa sư phụ, lúc bấy giờ sư phụ là vua của nước Việt rồi, thì cái nước Việt của mình có bị áp đảo bởi cái nhóm 11 đại gia của thế giới này không? Nhìn nó hơi đụng chạm quá ở những khác. Hồi vô làm vua hay không á, hiện giờ đã là vua. Tại tối sư phụ lên giường ngủ, cái hồn thụ về núi cấm,
ở dưới lòng đất Lê Phụ có một cung vàng địa ngọc là đã là vua rồi, trong cõi vô vi rồi. Còn cõi thực tế là mình phải tập để coi chúng sanh có phước hay không. Còn Sư Phụ làm được gì cho nước Việt và cho cái thế giới này không? Coi cái nước Việt có đủ phước hay không? Còn đối với Sư Phụ, nó chỉ là một trái đất này, một nước Việt là một hạt cát, trái đất là một cục đá trong một cái sân đá. Cái gì nói vậy? Cái chân mệnh của Sư Phụ là rất là lớn ở trong cái vũ trụ. Nhưng mà vì, chỉ vì nước Việt có một cái đạo của cha ban xuống để mà sau này thống nhất tất cả các đạo, để mà cho những cái thần hồn trong tương lai và mấy nghìn năm sau xuống đây dùng cái đạo thiên tâm để tu tập, để thăng tiến về trời, để làm những vị Bồ Tát tốt, những vị tiên tốt, những vị thần tốt, là nhờ cái đạo thiên tâm. Bây giờ nước Việt ngày mai á, có một cơn gió thổi bay mà không có cái đạo, đưa Bác Thọ, đưa mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này về để tam đi, nó còn tan nát hơn là cái mấy đảng viên này, con có tin không? Để nó thù nhau, hố lộ tiếp, đúng không? Cho nên cái đạo nó quan trọng hơn cái thể chế của cái thời đại này. Mà tự vì nước Việt có đầy đủ phước báo là có cái hộ tái sanh và có tiếng nói từ thiên đình chiếu cố. Tại sao nước Mỹ không có những cái câu chuyện này? Chỉ có những cái người có điển điển sơ sơ rồi nói chuyện này nọ thôi. Tại sao cha chỉ cho một người trong 8 tỷ người đầu thai, mà Sư Phụ không đầu thai làm Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ đi, mà đầu thai ngay nước Việt? Tại sao Đức Thầy phải đi truyền giảng đạo Ngũ Đại Truyền Thừa 300-400 năm? Tại sao ông chẳng trình 500 về trước? Ổng không ở bên Tàu đi, ổng ngồi vô nước Việt. Ổng là Khương Tử Nha, là tự vì mấy vị đã tính cơ trời đi hàng nghìn năm. Cho nên trước khi mà dồn vào nước Việt để mà lãnh một cái nhiệm vụ trọng trách của cái thời tận thế này á, thì những cái vàng giá đó phải đi trước. Tại sao đạo Cao Đài không ra ở bên Miên, bên Thái, kiểu mấy nó đừng gõ cỏ cọc, hay là bên Mỹ đi? Tại sao đạo Hòa Hảo không ra những cái quốc gia khác mà lại ra ngay miền Tây? Con có hiểu không? Thì cũng là để mà dọn đường cho thiên tâm hôm nay đi. Xuồng, vỏ giọt, tâm bản, ghe xịp, ghe chài đưa người vượt biên. Nhưng mà cũng phải có những cái đạo, những cái chuyện quyền bí, thiên cơ đi trước, để cho hôm nay có đại đạo cuối cùng đi sau. Thì cũng y như là Đệ Thất Hạm Đội, khi đi trước thì có những hộ tống đi trước, rồi trục thăng, rồi máy bay, rồi nó bay vòng vòng vậy đó. Tại sao bây giờ con thấy nước Việt á, chỗ nào cũng nhập đồng, rồi điển, rồi tùm lum, nó không có lọn cào cào như nước khác đi? Là vì chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ á. Chỗ nào có thiên tử thì cũng có 100 thằng thiên tử giả. Con thấy biết bao nhiêu người giả thiên tử không? Mà nó có làm gì được cho nước Việt không? Nó có biết nói cái gì đâu. Mấy người nói sau này học máu chết hết. Hả? Mấy cái giả nó không có hành trì cái pháp môn Đà La Ni giống như sư phụ dạy con hành ở đây. Giả thì bên tà đó cũng là, họ cũng là thuộc dạng gọi là thiên lý thần, tà thần đó. Họ cũng vào những cái xác này xác kia để lập đạo này lập nọ. Rồi cái những cái người đó vô minh, họ bị cuốn theo cái đó. Đạo thiên tâm sau này sẽ là một đại đạo trong tương lai. Thì đó là có những hiện tượng nước Việt có nhiều sấm cơ, nước Việt có nhiều mỏ vàng, mỏ ngọc. Nước Việt hôm nay có thiên tử tái sanh vào nước Việt. Rồi nước Việt có một người dị hợm lạ thường, làm những chuyện bất thường, nói những chuyện bể lỗ nhĩ, khó nghe phải không?
Đấy, người hiểu thì người ta giật mình lo tu, còn người không hiểu thì gãi đầu cười chơi. Nói âm tự đường đi chưa tới, nên nửa đường kẻ dãy người, kẻ rẽ người khinh. Thì sư phụ là vậy, thì nói âm tự chưa tới mà sắp tới rồi. Làm tự đi chưa tới, thì cho nên có giữa đường có kẻ rẻ người khinh vậy đó. Mà đến tới rồi muộn rồi. Bởi vì hộ thường á, con trâu trâu khôn á thì uống nước trong, trâu ngu thì uống nước đục vậy đó. Việt Nam đa số giờ nó bị nhồi sọ 50 năm, con nghĩ nó uống nước trong mà nước đục nhiều. Người nào mà xúc phạm, nghĩa là đi ngược lại với thiên cơ, đi ngược lại với ý của trời á, ở trên cho 3 lần cơ hội thôi. Là thứ tư là bị mất cái phước của đời này. Cũng giống như thi rớt 3 lần người con đâu được thi nữa. Ngồi này cũng lạnh quá ha. Mình cũng ngộ trong một ngày, thấy không? Hòa thượng Thích Thắng Quang tịch thì sư phụ mới đem cái clip năm 2017. Ngài có rất là thần thông. Thần thông có nghĩa là tiếp xúc được với Phật A Di Đà đó. Và ngài cũng là trưởng lão của những tăng đoàn ở Mỹ, cũng là chức sắc cao. Thì lúc đó một buổi sáng sư phụ nhớ, ông gọi xuống hòa thượng nói chiều, gọi sư phụ nói sẽ làm cái buổi lễ quán rảnh này. Sư phụ ai nói với hòa thượng là mình làm này, tức là ông ngồi thiền ông nói chuyện với Phật, Phật kia ông làm vậy đó, để mà mở cái wifi, cái password cho sư phụ. Ông giống như IT, đúng rồi, được IT người set internet cho sư phụ để mà liên lạc về trời. Rồi đại khái như có ngày hôm nay sư phụ chị được bệnh rồi này nọ, hiểu không? Còn 7 dòng hồ quang của sư phụ là tự nhiên nó có rồi. Thì ổng là IT mà set up password. Thì cái buổi lễ quán rảnh đó là chỉ có vua và chỉ có những người con trời mới làm cái lễ đó, người phàm không có làm được. Mà lâu nay thụ đâu có nói với ai mà cũng đâu có đưa cái hình ảnh đó ra. Tại đưa ra ổng về mặt đời á là ổng là ngài, xin lỗi ngài chứ không phải ổng, tại nói chuyện quên. Tại bữa kia thì mấy ông HO thì thụ dùng ổng, ổng với mấy hoa ô cờ vàng bay thọc đỏ, ca bản Việt Nam tôi đau, rồi đại khái là hơi chính trị bữa đó. Cũng cùng ngày đó cái thằng Thắng Quang nó cũng nhảy qua đạo, tại phân nửa này là đời, phân nửa này là đạo, đúng không? Nhưng mà nó lộn xộn cùng một thời điểm cho nên ổng ổng ngày ngày rồi. Giờ mình bây giờ bớt chính trị lại đi, bớt đời. Dạ, ngày cái ngày mới kêu làm buổi lễ đó thì Thu cũng làm. Rồi những cái design mà cái kim bài đó là ngày kim sư phụ là design đúng như vậy. Đấy mà gọi là thông thiên. Thông thiên mạnh hơn, đúng không? Giống như wifi xưa nhà này chỉ đứng ở đó nó có wifi mình mới được. Còn bây giờ mình đứng tuốt ngoài sân này nó cũng có wifi luôn á. À thì giờ cái dùng lực mạnh lên vậy đó, hiểu không? Thì cái buổi lễ đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngộ là bên Đại Thừa họ không bao giờ chấp nhận cái Thượng Đế nhé. Vậy mà ổng á, ngài á, ngài Hòa Thượng Thắng Quang, Hòa Thượng Thắng Quang là lại cha lại mẹ con coi cái video đi. Đó không? Cho nên cái video này mà ra không biết mấy thầy ở bên Việt Nam không biết nghĩ gì nghe. Không biết nói Hòa Thượng làm sai hay là Hòa Thượng làm đúng, hay nói ổng tà nữa, ổng tịch rồi. Ổng đi về trời với Phật A Di Đà rồi. Tại vì mấy ông thầy này, mấy ông thầy nhỏ đó, học không có tới, mà cũng không có chịu dựa cột mà nghe. Còn người ta đó là hòa thượng, người ta đã đắc chứng rồi, ổng đã đắc chứng, ngài đã đắc chứng rồi. Thì ngài mới biết được chuyện trời đất, mới biết được vô hộ là ai, ổng mới làm cái đó. Chứ ai mà dí súc như đầu ổng được, trời mấy ông này ngậu lắm rồi. Cả đời ổng không có cái chùa, ổng đi lang thang vậy đó.
chỉ có mấy ông thầy quốc danh tu không có tới, thấy tiền với gái thì mấy chùa bự tượng to à, ngày đâu có gì đâu. Thì đó Hòa Thượng Thích Thắng rồi, thì cũng gọi là ân sứ cũng cần, không phải một mình sư phụ làm được những gì rất là lỗi lạc. Nhưng mà lỗi lạc đó, một cái giai đoạn nào người đến một cái giai đoạn đó, những gì đó cũng bị đời đó, lôi kéo, cũng làm sai, cũng khó nữa đó nghe. Hôm nay sáng kể chuyện ông sư huynh bị phù mắt cầm cái quạt để đến lúc mà mấy vị trừng trị nghe hết đời luôn. Cho nên mấy vị mấy hòa thượng mấy đại thừa đó họ biết, họ đều biết. Cả hòa thượng Tịnh Thông ông gì tịch đó cũng nói thượng đế là sanh ra tất cả nhân loại là một cái đại thần hồn, đại chân linh, chúng ta là tiểu. Thì ngày qua Ấn Độ thì ngày quá chiếc thân ở Phật Thích Ca, ngày qua bên bên Trùm Khang, bên Arab Saudi cặp nữa thì ngày quá ra kiểu gì kiểu Mohammed, rồi ngày Công giáo thì ngày Đức Chúa Trời, nhưng mà cùng là cha mình thì ngài cũng là thừa nhận cha là lớn nhất mà, là Hòa Thượng Tịnh Thông. Không có cái clip còn nói đứa nào mới bỏ lên đó. Thì bây giờ cũng mới như thuận nói có 36 ông trời, cha là lớn nhất. Thôi nói ông trời nào phải nói cho rõ nghe. Ông Biden cũng là tổng thống, ông Trump cũng đã là từng tổng thống, thì ông nào danh từ thôi. Cái thế gian mình cái danh từ rất là thiếu thốn, cho nên không có thể nào mà nghĩ cái số lượng đông của đại thừa, nghĩ mấy thầy hiểu tới đó là phán cái đó là đúng. Cả Phật Thích Ca ngày xưa bốn mấy năm truyền đạo cũng nói chỉ là một nhóm lá, chứ Phật Thích Ca cũng không có nói hết cái rừng lá nữa. Ở trên cái niêu này có cái cờ, phải có cái dấu ấn, cái ngọc ấn nó thuộc có ba cục. Trên cái ngọc ấn đó, nó có chín rồng. Thì hiện bây giờ cái là cái ấn này nó phát quang ra nguyên cái bầu trời này nè. Mấy vị tiên trời, mấy vị Bồ Tát sẽ xuống về đây ăn Tết chung với mình, thì mấy vị đến đó để đảnh lễ cái ảnh đó trước ảnh đó. Còn ở trên cao nữa đó thì có cái cờ hiệu của Thiên Tâm. Cờ hiệu thì nó lưu truyền nhiều nghìn năm, nhưng mà giáo chủ đời thứ hai thì cái ấn ngay đó ngay giữa. Và cái niêu này cũng quan trọng lắm. Mấy vị về, mấy vị không có vô chỗ gói bánh té hay là đến chỗ đó hay lên sân khấu, mấy vị về ăn Tết à, tới ngay cây này đảnh lễ trước, rồi lúc đó mấy vị cũng đi vòng vòng chơi chung với mình. Người trên trời cũng như người chúng ta là người trái đất. Ngày mai chúng ta chết, chúng ta là người trên trời, giống như má Hành Trinh đó, mấy năm trước là người trái đất. Ba của ông Trang cũng là người trái đất, hôm nay là người trên trời. Thì mấy đệ tử này nếu có phước thì bữa nay ngồi nghỉ bàn này, ngày mai là người bay bay trên trời rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ có hằng cái không có đủ phước, người bò chạy hay nhảy ở trong rừng Africa thì có cái phước mình không tới. Còn nếu mà thiếu phước nữa thì làm roommate với bác hộ ở tầng 36 làm bạn. Chúng ta là người ở cõi Quan Âm Thiên xuống, thì chúng ta từ ở nơi nào khởi xướng thì chúng ta về nơi đó, chứ không có đi lạc được. Có nhiều người hỏi mấy ông
mấy ông đảng mà bự bự á, nhưng bữa hôm giờ nhiều người bên đó mất đó, nào là bác Võ Kiệt, bác có gì ta, Trần Đại Quang, rồi ai nữa, nhiều người mất đó, rồi đi đâu, bây giờ hiện giờ mấy người đó đâu, bây giờ xuống địa ngục thế đâu, chưa họ chưa có ai mà được về trời, tại vì đã là đảng. Đảng mà có chữ D là địa rồi, địa ngục. Và đồng thời cho hội thường nói cái này là thiệt luôn á, mà nó không phải chính trị hay là xỉa sói nghe, hay là nói không đúng sự thật. Cái lăng của ông Hồ Quang ở Long Ba Đình á, là xui cực kỳ, nó trắng ém ở đó. Cũng giống y như là con đi một cái đám ma của một người nào trong nghĩa địa về đi, mình bị nhức đầu, say sẩm, là âm khí của mình. Mà người thường nào mà đi dạo một vòng trong trong thăm bác rồi là nguyên cuộc đời không bị đốt củi đốt lò cũng bị sức càng nghỉ gọng, gia đình tan nát. Còn những cái lãnh đạo mà thế giới mà đi thăm lăng bác một lần về thế nào cũng bay chích hay là cũng có chuyện, tại vì xui tức là xui. Ê, con có xịt dầu thơm thơm kiểu nào nữa mà con đi nghe cái nhà xí cái là cũng cái mùi dầu thơm mất tiêu. Bị ém rồi. Tôi thấy trời nó đen thui vậy á. Có thể đâu mà đi thăm viếng. Tại vì cái thế giới vô hình người đời không bao giờ hiểu nổi. Còn người khôn á, từ xưa tới nay đa số mình nghiệm lại đi. Ông vua chỉ cần một người thôi, Gia Cát Lượng, ông cũng tâm linh, Lưu Bá Ôn cũng tâm linh, phải không? Rồi Khương Tử Nha, tức là một người của mà hiểu gì xuất thế gian á, là có thể làm cố vấn cho vua an bang tại thế. Chứ có bao giờ vua sử dụng người thế gian đâu? Suy nghĩ đi, tại sao thời nay mấy ông không hiểu gì? Cái trí tuệ thế gian nó khác, khác hơn trí tuệ xuất thế gian gấp ngàn, gấp vạn, gấp tỷ lần. Khác xa lắm. Giỏi mấy ông lãnh đạo, lấy 10.000 đô lập lên cái cơ xưởng cả tỷ đô bây giờ đi. Rồi khi có tiền rồi không có chịu xài, cứ đem ra lo cho cộng đồng đi. Mấy ông làm được không? Ở đây mấy thằng tỷ phú ở đây làm được không? Chiêu Ly Sông Quýt hay là những nhà ở đây Hoàng Kiều làm được không? Dễ nhí một đống thì có. Khi có tiền con người nó khác lắm. Có tiền mới biết ai là ai. Còn không có tiền ai cũng hiền hết trơn nghe con. Ông tin nó con đi cưới chồng hay cưới vợ mà nó lúc mà nghèo chúng ta từ cơ hàng đi. Khi chúng ta có tiền rồi chúng ta là kẻ thù nhau, vợ chồng á. Cứ nghĩ phần của mình 50 là là muốn tách riêng để cho tự do xài. Rồi muốn cho ai cho. Còn để chung với người chồng hay để chung với người vợ á, không có cho anh em, không có xài riêng được, làm gì ông cũng nhằn, làm gì bả cũng nhằn. Có người nó có cái đó. Khi không tiền á, thà không tiền hạnh phúc, có tiền rồi không có ai có hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mấy ông thứ trưởng, bộ trưởng đại gia Việt Nam mà khi làm một đống tiền ngoài đường, cái đem về cho vợ. Vợ nó đi vô mấy cái động của mấy thằng Africa, mà nó có mấy cái động giống như với mấy thằng boy mà đứng đường á, giờ nhiều lắm. Tại lúc đó có tiền sanh tật mấy bà Việt Nam á, mấy bà đại gia á, mấy con có thấy cái đó không? Nhiều lắm. Mạnh anh thì anh đi kiếm chân dài, mạnh em thì em đi kiếm trai đứng đường. Thì cái đồng tiền nó sẽ làm cho người thay đổi như vậy, cái xã hội như vậy. Cuối cùng xã hội chẳng có ra cái hệ thống gì hết. Rồi những đứa con nó lớn lên nó thấy như vậy nó cũng chán, nó bắt chước theo. Chúng ta muốn con cháu mình thành tài, làm người ngoan hiền, lỗi lạc, giúp đời, giúp đạo, giúp quốc gia, giúp tổ quốc, thì chúng ta phải đi một con đường đứng đắn đàng hoàng. Thì con mình nó đi theo cái đường mòn. Có bao giờ thấy con heo
mẹ hay cọp mẹ hay chó mẹ mà nó đi đường này rồi con đi đường này đâu, nó đi theo chân mẹ nó không. Cho nên chúng ta phải làm gương. Bữa hôm có nhiều người hỏi giờ tôi muốn con tôi sao nó Mỹ nó, tôi nói nó không nghe lời, rồi nó lì, nó cứng đầu, nó tối ngày nó trong phòng đóng cửa phòng, bây giờ phải làm sao anh Kiệt? Ủa thì anh phải làm sao đi, tức là mình phải đi về núi mình lại tượng Phật, rồi mình biết anh hùng dân tộc thì con mình biết anh hùng dân tộc, còn mình không về núi mình không lại tượng Phật thì con mình mãi mãi nó không biết mấy cái này. Mình không có chịu đi tham dự mấy cái buổi lễ phong tục Việt Nam như Tết như bây giờ này thì con mình mãi mãi nó cũng chẳng có biết cái Trung Thu là gì. Thì mình làm gì con mình nó biết cái đó. Ok, hỏi gì nữa không? Lạnh quá à. Giọt nha. Bữa nay mình nói chuyện không có đề tài, mình chỉ là ngồi đây để cho mọi người chấp dẫn thôi. Thưa sư phụ, cho con hỏi câu tò mò nha. Mời tò mò đi. Chuyện này không có gì gọi là bí mật hết. Bật hết rồi. Bật mí hết rồi. Mà nếu sư phụ muốn trả lời thì hay không là tùy sư phụ. Ok, nói điện. Sư phụ đừng có rầy con nha. Lòng vòng quá. Làm sao sư phụ biết được một cái người nào như là gọi là căn cốt đó? Sư phụ dùng cách nào vậy? Câu đó cũng mà đi vòng vòng mất mấy giây của người ta. Hồi nãy giờ mình có nói trong 513 câu có nói phải đi về thiên đình lật sổ của Thái Thượng Lão Quân. Ở đây có nghe năm mười câu. Người thế gian mà nhìn mặt là biết cốt, người đó nó xạo, đóng mò thôi. Còn việc này nói là chính xác 1 triệu trên 1 triệu%. Chỉ có trên trời Thái Thượng Lão Quân không có cuốn sổ. Đi về lật sổ ra đọc thì biết. Ồ, cốt tiên, cốt tiên. Cốt gà, cốt vịt. Hả? Mấy ai vậy được hả? Ờ thì con cứ giỡn mặt với Phật chạy hoài đi con về được. Con nói thật mà, con nói làm cách nào để đi được về để lập sổ. Chìm. Tức là con thấy không? Theo sư phụ cả chục năm vẫn chưa tin sư phụ là thiên tử. Mình đã nói phần nữa là mang thân người ăn uống đất nước gió lửa là phân nửa không phải là con người. Cho nên mỗi đứa đệ tử phải nhìn sư phụ chỉ phân nửa là giống mấy con thôi. Phân nửa sư phụ không phải là người, người chỉ có một cái hồn nằm mơ nằm mộng rồi ú ớ ban đêm. Còn thiên tướng Kiệt này á, ngủ á, là đi làm việc khắp vũ trụ á, chiếc thân cả trăm cả ngàn người đi làm việc thì có giống con không? Thì tại sao không lật sổ được chứ? Có con người nào mà có bao nhiêu, có rất là nhiều mấy vị rồng hộ mệnh không? Đi tìm trên thế giới này đi. Bây giờ ông Trump ông có mướn bao nhiêu, hàng tỷ, hàng chục tỷ cũng chẳng có nữa. Chứ như vậy mà cũng hỏi. Thì đó, thì giờ đã chiết thân thì đi về núi Cấm làm vua được, thì đi về trời được. Trời ơi, con cứ chọc con của ông trời tối ngày đi, con về được. Tại vì Hụ về trễ thì cũng buồn lắm, lo con theo để mà chọc. Chứ trễ không có con thì Hụ cũng buồn. Ừ. Có một đứa trong nhóm mấy đệ tử hỏi sư phụ, nếu sư phụ không có xuất hiện ở thời đại mạt pháp tận thế này, nếu sư phụ không phải là người có lãnh sứ mệnh giống như một đại đội trưởng của Navy SEAL của Thượng Đế nhảy xuống đây để lập đạo để cứu đời, thì chúng con có hiện diện ở quả địa cầu ngày hôm nay không? Sư phụ nói dĩ nhiên là không rồi.
Có nhiều đứa nó hỏi câu đó, là mấy con cũng không có ở đây nữa. Từ gì mấy con xuống đây không có sư phụ, mấy con làm việc gì? Chẳng lẽ vua neo suốt đời hả? Chẳng lẽ đi kiếm chồng đẻ con cho nó, rồi đến lớp con lớn lên rồi nó hách nhúy mình, cái mình buồn, cái mình vô nhà dưỡng lão mình chạy chết hả? Không có quay tham chỗ đó. Cho nên có quyền lực xuống thì xuống cùng một lúc vậy. Đó là lý do tại sao gần mười mấy năm trước mẹ nói, khi mà con mua núi sau này những người hộ pháp của con sẽ gom quy tụ về. Thì mấy con cũng đa số là hộ pháp. Ở ngoài kia 8 tỷ người, nước Việt có 100 triệu người. Có ai mà hiểu sâu, hiểu thì về phần thiên tâm, giới luật hay là kinh điển, cây đuốc thì thù đã trao trên mạng rồi. Nhưng mà hiểu sâu nữa, hiểu luôn cả cái chuyện mà cái dễ rồng bị ngứa mà nó lên nó kể mà nó bị sách bất sân ban cả ngày trời. Có ai hiểu? Tại người xa người ta đâu có gần để mà cảm nhận, để mà chứng minh, để mà biết những cái chuyện này nó so real. Hồi nãy vừa nói chuyện xong, kêu mấy tiên tới. Thì bắt đầu cả đống đứa mới gọi nhỏ này lên. Để mà làm chi? Lúc đó mấy vị mới kêu ok rồi, giống như uống ly rượu giảng hòa vậy đó. Mà nó con gái nó uống được. Con thấy so real không? Nó là thiệt. Nhưng mà người ở xa xôi, những hội thiên ở xa cũng chưa có chứng minh mấy cái đó. Giống vậy nè, bữa hội đứng ca mấy vị tiên trời xuống đứng đây nghe mà. Có đứa chụp hình thấy đó. Không tin nha, Tết này sư phụ có ló diện. Chứ thường mà đứng đây ca mấy vị ngồi đứng đây nghe. Phải chảnh sư phụ xuống đây mấy vị cũng nhớ sư phụ. Xuống đây ca mấy vị cũng xuống coi. Khán giả vô hình. Để cho mấy con hiểu được cái ý nghĩa là hôm nay mình có duyên ngồi đây là một cái đại phước. Đứa nào mà biết được thì trân trọng, gán giữ. Có một cái đại gia đình thương nhau. Ở trong này không có vụ lợi đúng không? Bốn quy tắc của hộ dạy. Không có hỏi chuyện cá nhân, không có chuyện quá khứ. Tôi không cần biết là đảng viên hay HO. Đảng viên tôi cũng nhận đệ tử. HO kiểu Bắc Thọ mà chống cộng mà biểu tình cũng nhận đệ tử. Nhưng mà vừa hai thằng ra đường á, nói gì nói mà trước mặt vô không có được nói đúng không? Mình cũng có đệ tử ô cũng đệ tử đảng viên quá trời luôn. Ở đây là vậy á. Rồi vô đây á, thứ nhất không có chuyện quá khứ, cái quan trọng không mượn tiền nhau nữa không. Thứ ba không giận nhau quá 3 ngày nghe. Thứ tư là đó thì 3-4 quy tắc đó, không giận quá 3 ngày. Mà có một cái nữa, cửa Thiên Long Sơn lúc nào cũng mở. Đã là họ thiên là họ thiên suốt đời, đã là đệ tử thiên đến kịp là thiên đệ tử suốt đời. Mẹ nói ở phương xa không có gặp con cũng là đệ tử, ở gần thì lại có cái phước lớn hơn đó, lúc là mấy vị nói như vậy. Và họ thiên là trong lúc mà tu tập bị thử thách đó, thì có đi đâu đi, ok, về sư phụ cũng vẫn vui, vẫn happy. Cũng như những đệ tử lớn ngày xưa, những năm cũ, có đi lầm đường lạc lối, nhưng mà sau này về sư phụ cũng vẫn quan nghênh, vẫn mừng. Không phải ai cũng làm sai cả đời, có người làm sai ngắn, làm sai 3 tháng, 6 tháng, 3 năm, đại khái. Là vì cái ngã của chúng ta vẫn còn, đâu phải dễ diệt được cái ngã. Cái ngã là gì? Cái ngã là cái e ngại. Chữ N, chữ G, chữ A, chữ ai à, cũng là chữ hai chữ đó. Ngã, ngã với ngại là gần giống nhau đó. E ngại, e thẹn, mắc cỡ, tự cao, tự kỷ, ích kỷ đều là ngã. Tất cả đều là do là một chữ. Thì chúng ta xuống đây là học hỏi để thay đổi, chứ không phải là sư phụ nói một cái là qua luôn. Có nhiều đứa tử làm sai sư phụ nói thẳng để cho mình sửa,
để được cái cuối cùng rồi á, là được về trời thôi. Còn cái chuyện khúc giữa mấy con có quậy kiểu nào thì cũng không khe, có chửi cho phụ cũng không khe luôn. Nhưng mà khúc chót con phải quay về núi, quay về sư phụ để phụ đưa con về. Đã làm thầy trò cũng tốt công, sư phụ dạy dỗ đúng không? Một hơi một lời cũng là cống công, cô không có làm miễn phí. Cho nên dầu cho đứa nào có làm lỗi kiểu nào, sư phụ cũng vẫn ô bà nọ, cũng vẫn cánh ta mở rộng. Đó là lời nói sư phụ. Và sư phụ cũng mong tất cả các đệ tử đối xử nhau như vậy. Chị em có giận nhau kiểu nào cũng phải hòa đồng. Qua mấy tháng rồi lờ quên. Ví dụ đứa nào không hợp đứa nào thì lớn. Tôi có ở đây có mấy chục triệu họ thiên mà. Ở Mỹ mình có 5-7 nghìn người đúng không? Thì mình không nói chuyện với một người, mình nói chuyện với 4-9 người cũng được. Đâu có sao. Đó là vậy. Tại vì sao? Khi mà thuộc về anh em, nó có mấy chục triệu họ thiên, rất là đông. Và thế giới sau này mấy vị nói là sẽ theo họ thiên chúng ta hầu hết luôn. Nó đông khủng khiếp. Khi họ hiểu ra được, ở ngoài kia những nhà thờ, những buổi lễ lớn ở bên Vatican, các đạo Mỹ nó cũng nhiều đạo, không? Đạo Mormon này kia, nhưng mà cuối cùng là cũng là Chúa không đúng không? Rồi lúc nào kinh điển của họ cũng mong Chúa họ tái lâm đúng không? Tại vì Chúa hứa, chẳng lẽ Chúa hứa mà Chúa quỵt? Chúa đâu có làm chuyện đó, Chúa hứa là Chúa sẽ làm. Chỉ có cái chúng sanh không có nhận ra Chúa thôi. Mà ở đó ngồi trong mỗi cổ đi. Đến khi mà họ biết được rồi đó, Chúa của họ cũng đã đi về chợ anh rồi. Là phải tốn gần 10-20-30 năm sau, rất là muộn. Nhưng mà đời này họ sẽ biết hết. Trên nói. Nhưng mà vì cũng ngại, cũng ngã, cũng chấp tướng, họ cứ nghĩ là Chúa phải là người Do Thái. Con nghĩ cha có cho sư phụ đầu thai thành người Do Thái kỳ này không? Đây cái nước Việt, cái nước Do Thái nó đã lệch với cái bản đồ rồi. Do Thái giết người Hamas cũng là tội. Chúa làm gì mà tái sinh để mà để mất lòng cả thế giới? Tuy là nó làm chuyện đúng á, nó giết một đống người đạo hồi. Con nghĩ chuyện đơn giản thôi mà chúng ta không có nhận ra về tâm linh á. Thượng Đế đâu có cho Chúa trở về Do Thái nữa. Đó, bị ót làm sao? Thượng Đế là thương cả trái đất này cùng là một mà. Ai cũng là con của cha hết á nha. Thằng ác cũng là con, thằng hiền cũng là con á. Chỉ có nước Việt á, Chúa mới trở lại. Là vì nước Việt tuy là độc lập, dùng cái danh nghĩa là tự do, độc lập, đuổi Pháp, đuổi Tây, ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Pháp, rồi Bắc Nam thống nhất. Nhưng mà cuối cùng á, vẫn là không phải độc lập. Độc lập dưới Hán của thằng Trung Cộng. Bây giờ từ thời Bác Lê Dững, Bác Phạm Đồng mà muốn làm theo ý ổng cũng đâu được. Cũng phải làm theo ý Mao Trạch Đông. Rồi thế thời nay Bác Trọng hay Bác Dũng muốn làm theo ý của Bác Trọng, Bác Dũng đâu được. Cũng phải làm theo ý của ông Tập. Mình độc lập trong sự nô lệ. Cũng giống như con rắn đó, nó nuốt nai tơ. Còn nai tơ thì cứ tung tăng nó cho cái miệng ở ngoài á, mà nuốt từ từ. Cũng may là hôm nay á, có tiếng nói của thiên đình cho nên nó kéo hôm nay ra khỏi miệng rắn. Không nói nuốt trọng rồi hết nói luôn. Cho nên nước Việt mình từ xưa giờ vẫn chưa bao giờ độc lập. Nên nhớ cái đó. Ngày xưa thời Đệ Nhất Cộng Hòa, thời vua Bảo Đại, Đệ Nhị Cộng Hòa, thời ông Thiệu, chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị mất nước. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị diệt vong. Nhưng mà những năm gần mười mấy năm nay xém chút bị diệt vong. Nó mua dân đồn Phú Quốc, rồi nó đưa Bùi Hiền lên ô ô vuông vuông tròn tròn. Nó diệt cái lịch sử Việt Nam cho mấy đứa nhỏ không biết gì. Rồi nó đưa một đống chất hóa học vô,
Bây giờ con thấy ăn cái gì á, Việt Nam cũng bị ung thư hết. Là gì? Mô mô diệt chủng. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta bị mất vàng sao. Người ở miền Trung á, lúc nào cũng có biển rộng phì nhiêu, không bao giờ khổ. Mà hôm nay mình đi đánh cá trên biển mình cũng bị nó đụng tàu. Đâu phải biển của nó đâu, khi nào mình đi qua bên biển của nó, biển của mình thôi mà mình cũng không có tự do, còn bị nó ăn hiếp. Vì có gọi là độc lập không vậy? Rồi nó đưa bao nhiêu chất độc vô, bia, rượu, bỏ vô, rồi đưa đóng chất hóa học vô. Ô, cái làm gì cũng hóa học. Để trái apple á, màu xanh nó cũng làm màu đỏ. Ăn vô chemical không? Hóa chất không? Còn rau muống, trời nó đổ dầu, đổ nhất, mọc lên tươi lắm. Ăn vô toàn là chất dầu, chất nát gan, nát ruột. Thì ốc bu vàng hồi xưa miền Tây cho phụ làm gì có chuyện ốc bu vàng. Trời ơi, nó rẻ khủng khiếp, quá trời luôn. Bây giờ việc không nổi cho ốc bu vàng, nó ăn hết lúa mình. Thì cũng là do mấy ông lãnh đạo không có ngăn chặn để cho nó đem cái giống nó lai để nó tiêu diệt cái nền kinh tế mình. Còn nó chơi đầu cũng có nội mình, nó chặn mấy cái đập để cho mình đừng có đủ nước cho miền Nam có ruộng lúa thì mình không có làm gì được nha. Nhưng mà mấy ổng lại cho dân nuôi ốc bươu vàng, người gãi ra đồng của mình để tiêu diệt mình. Thằng Trung Cộng nó ác vậy đó. Là mưu mô gì? Tự do à? Mưu mô diệt chủng nước mình đó, không biết không? Bây giờ bên Tây Tạng người ta không có được học tiếng Tây Tạng nữa đó. Nếu mà cứ tiếp tục 10 năm sau, những cái thế hệ nhỏ lên của người Tây Tạng, tuy là nó mang hình giống dáng người Tây Tạng, nhưng mà nó lại không biết tiếng mẹ đẻ của nó. Mình còn phong tục của mình, mình còn cái niêu, mình còn chữ này, mình còn bài xuân này con không về, tức là chúng ta còn nước Việt. Chúng ta còn Thiên Long Sơn là chúng ta còn nước Việt. Dầu cho bên kia như thế nào, nhưng mà hôm nay Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang sẽ tồn, sẽ vĩnh cửu hàng nghìn năm thì nước Việt cũng vẫn còn. Sau này không có sư phụ, mấy đệ tử cứ việc làm Tết. Người Do Thái hồi xưa cũng vậy, họ sống rải rác khắp năm châu, nhưng mà những ngày lễ của họ, họ cũng tới nhà này nhà kia, họ sống thưa thớt hơn mình. Nhưng mà cuối cùng rồi á, tới một ngày một buổi họ về lập quốc trở lại. Nhưng mà người Do Thái họ có tinh thần, tại vì họ biết là họ không còn một mảnh đất để cắm dùi. Nhưng họ biết, họ tin lời Chúa nghe. Chúa nói, sau khi ta trừng phạt nhà ngươi vì tội nhà ngươi đóng cho ta ba cái đình, nhà ngươi sẽ có quốc gia trở lại. Thì lúc đó những người Do Thái, những cái nhà băng á, nó có một cái nhà băng, bất cứ người nào đi làm về, mỗi lần deposit cho nhà băng á, thì ok tôi muốn đô này 10 đô cho quốc gia Do Thái. Thì cái nhà băng á lấy chích ra, thí dụ con làm lương được 2.000, thì con nói ok con muốn bỏ công quỹ cho nước Việt 10 đô. Thì giống như Zalo gì mình vậy đó. Hiện giờ là cái gì đó, Zali hả? Gieo ở đại khác, vô nước Việt. Đó, mà con nghĩ 6 triệu người, mà nếu mà con có tinh thần dân tộc như người Do Thái, mà con làm như vậy liên tục một năm đi, nước Việt mình mấy đại ca đâu có cần mặc áo vest để đi ăn mày đâu. Có hiểu không? Nhưng mà khổ á, là không có người nào đứng lên nói một cái tiếng nói công bằng để cho dân tộc đoàn kết. Gieo á, bây giờ mỗi lần con đi làm một tháng deposit vô 5.000 đô, con cho nước Việt 10 đô có đáng gì đâu, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người ngày nào á, mỗi lần ai vô nhà băng thì làm chuyện đó, con nghĩ một năm bao nhiêu cái quỹ đó nó lên. Chúng ta mua bức luôn cái Đài Loan còn được nữa, khủng khiếp lắm á. Thì đó là một cái mỏ mà trong 550 cái mỏ mà bề trên đã lo cho chúng ta, đã sắp xếp cơ trời cho chúng ta trong tương lai để mà sau này dựng nước là vậy đó. Sư phụ giàu thì có thiệt, nhưng mà không phải là tỷ phú.
kiểu mà muốn xài tiền kiểu nào xài. Tại tiền của cha dù xài cũng phải coi có đúng hay sai, phải không? Không có tiếc tiền nhưng mà đúng hay sai thôi. Không đúng một đồng bạc thì vừa không xài. Nhưng mà nếu sau này tất cả 6 triệu người trên hải ngoại, thì bộ nói giống như kiểu Do Thái Thụy vừa mới giải thích. Con nghĩ thử, rồi mình xây lại chừng mấy trăm cái bệnh viện khắp cả các tỉnh thành, cho miễn phí nha, bệnh viện miễn phí cho dân nghèo, cho mỗi gia đình mỗi tháng 500 đô hoặc 1000 đô. Mấy gia đình nghèo mà họ làm ra tiền đó, để cho nước mình không còn có cái sự gọi là nghèo đói nữa, dùng chữ đói. Thì con nghĩ 6 triệu người có chịu làm không? Dư sức họ làm 5 đô, 10 đô với mấy đứa nhầm nhò gì, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người đều làm như vậy hết, nó thành ra một cái thói quen, một cái phong tục. Hiện bây giờ nước Việt các sư phụ biết phải có trên 20-30% thuộc dạng đó, dạng là không có tiền, không có biết ngày mai là như thế nào. Bởi vì khi mà chiến tranh mà xảy ra Biển Đông một cái, những người đó là những người chết trước. Phần lai đó gọi là những người hy sinh đầu tiên. Tại vì cái hạt gạo của họ không có cái, không có lon nào hết. Họ sống ngày qua ngày. Rồi bây giờ ngày mai chiến tranh nổ ra, họ không có ra đường được. Cái con chuột đó mà nhốt ở trong hang, mỗi ngày nó đều ra kiếm ăn. Mà hôm nay chiến tranh đầy đường, không có ai mở tiệm, mở sáng, không có gì để mà dự trữ lương thực. Có phải là họ chết đói không? Cho nên lâu nay sư phụ kêu Việt Nam dự trữ để cho bớt chết đói, là cái số lượng mấy chục phần trăm đó đó. Nhất là người miền Trung á, người trên vùng núi, đói thiệt á, chết thiệt á, khổ là giờ là quá thiệt luôn rồi, nghèo là quá thiệt nghèo rồi đó. Mà đói chết kìa mới là buồn cười á. Trong khi một cái quốc gia sản xuất gạo năm mùa của anh ở Á Châu, đất rộng phì nhiêu, mà để cho dân chết đói, nhiều chuyện vô lý. Nước Việt sau này chỉ cần không tham nhũng, cả quốc gia trong vòng 3 năm sẽ giàu. Là vì họ cần chúng ta, họ cần những cái bàn tay thông minh nhỏ bé để làm những cái AI, những cái gì mà